Hữu lính, mời các bạn đón nghe trích đoạn hồi ký viết về chiến trường ca. Những kỷ niệm không thể quên, đó là những tháng ngày ác liệt và dữ dội nhất. Một phần thanh xuân của những người lính đã gắn chặt với nơi này. Xin trân trọng mời các bạn cùng đón nghe. Lính mới thường phải đi với lính cũ một thời gian khá dài. Đầu tiên chỉ cầm địa bàn đi những đoạn ngắn khoảng 3 cây số loanh quanh trại. Từ tiểu đoàn bộ sang các đại đội bộ binh. Một hôm Khoa, Thanh, Funzo và tôi dẫn ba tân binh trong tiểu đội tập cắt góc, đi vòng vèo trong trường bắn rồi tạt vào rừng xanh. Đưa địa bàn đã cài đặt góc độ cho Liêm tập đi. Liêm là một lính mới, nhanh nhẹn, quê ở Quế Sơn, Quảng Nam. Hắn đi rất thuần thục, đang đi nuột nà được khoảng một cây số rừng xanh. Đường rất dễ đi, đột nhiên nó dừng khựng lại, mặt cắt không còn hột máu. Trời ơi, các anh ơi! Nó chỉ xuống chân, những chiếc đầu lâu trắng hếu xếp dài rằng rặc dưới các gốc cây. Không đếm cũng áng chừng khoảng 30 chiếc. Những chiếc sọ người trắng ẩn, mốc thếch đặt rất ngay ngắn thành hàng lối, như hình ảnh hành quyết tế thần của các bộ tộc dã man. Kể cũng lạ, dân chăm sơ re hiền lành, luôn luôn có nụ cười thân thiện trên môi. Có thể tàn ác như vậy sao? Hay đây là một tàn tích của một cuộc chiến tranh Thái Miên vào năm xưa? Với lính cựu chúng tôi không có ấn tượng gì với vài bộ xương trắng đó, vì đã từng chứng kiến những cảnh đồng đầy xác chết quạ kêu, những hố chôn tập thể nồng nặc mùi tử khí. Những lính mới thường thì bị sốc, thấy những hình ảnh này như báo hiệu sự khốc liệt của chiến tranh bắt đầu. Lần này giao cho Tiến đi cắt góc. Tiến là tân binh cũng cùng huyện với Liêm, hắn to béo ục ịch. Gặp phải hình ảnh này, Tiến rất hoảng, cắt rừng ngó trước ngó sau mới dám tiến lên. Một lúc lâu mới ra khỏi đường cái. Khoa bấm tôi rồi hô dừng lại. Mặt Khoa trố ra, có vẻ rất căng thẳng. Con đường này của địch, tất cả nằm im. Còn có cả vết xe ô tô vẫn còn mới nguyên. Tôi đế thêm, chúng hành quân, đội hình trung đoàn đấy. Hôm trước làm gì có con đường này nhỉ? Thành Phùn Dô không nói gì, chỉ lấy mũ tai bèo lau mặt ngoảnh đi chỗ khác. Các lính mới nằm bẹp xuống, ngón tay đặt vào cò súng, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thành phá tan căng thẳng. Thôi các ông ơi, bày đặt mệt quá, sang C6 chơi đi. Chúng tôi cười phá ra, mấy chú tân binh thở phào nhẹ nhõm. Thằng Liêm rất thích làm lính trinh sát, nó luôn bám theo chúng tôi. Thích nghe mấy anh lính cựu kể chuyện chiến đấu, những câu chuyện tìm địch, diệt địch đầy cam go, nguy hiểm, nó cứ há hốc mồm nghe. Lính trinh sát lại hào hoa, bất cần đời. Đi đến đơn vị nào, anh em cũng quý. Ai sẵn máu phiêu lưu mạo hiểm thì vào nghề trinh sát là rất hợp, mà nó cũng muốn như các đàn anh. Một hôm trong bữa cơm trưa, nó hỏi Khoa: anh đã lần nào vào doanh trại của địch chưa? Có chứ, nhiều lần. Mò vào đến, đếm từng đôi dép của chúng mà chúng không hay. Sờ từng cây súng, qua vọng gác còn đái cả lên đầu bọn nó mà nó không phát hiện. Sao không cắt đầu chúng vậy anh? Ngủ thế, đi nắm tình hình địch, về báo cáo cấp trên, đâu có được phép tùy tiện. Ồ, vậy à, em muốn cầm dao cắt phén ngay cái cổ. Vừa hay lúc đó, có một ông già Lào vác một cái đùi hoẵng mang vào biếu chỉ huy cấp tiểu đoàn. Ông già Lào rất quý ông lực, bẫy được con thú dù to hay nhỏ đều đưa cho liên lạc để xào nấu tầm bổ cho các thủ trưởng. Tiểu đội trinh sát nằm ngay đằng sau nhà chỉ huy, mọi hoạt động đều không qua được con mắt lọc lõi của lính trinh sát. Hai chú liên lạc tiểu đoàn triển khai nồi thịt hoãng, bếp đã đỏ lửa, mùi giềng quyện với mùi thịt thú thơm lừng. Lính trẻ tuổi mới lớn chịu sao nổi sức hấp dẫn này, vị thơm như vẫy gọi chúng tôi. Khoa nói nhỏ với đám lính mới: nhiệm vụ thử thách đầu tiên đấy nhá, đứa nào lấy được nồi thịt đem về đây mà không bị phát hiện, tao sẽ công nhận đấy là lính trinh sát. Thằng Liêm xung phong ngay: chuyện nhỏ, để em. Nó thoăn thoắt vận động qua các gốc cây, ém mình chờ đợi, rồi vút vào sau bếp, ngó nghiêng không động tĩnh. Khi Đào và Thuận vừa lên nhà, nhanh như chớp, nó chạy thẳng vào trong bếp. Một loáng, hắn đã bê trên tay nồi thịt vẫn còn bốc khói nghi ngút, vừa chạy vừa kêu: trời ơi, nóng quá! Chúng tôi nhanh tay hỗ trợ, chút nhanh nửa nồi thịt nóng hổi vào thau cơm, rồi cho thằng Liêm trả lại vị trí cũ. Một lúc sau thấy hai liên lạc chạy vào chạy ra,
mặt nhớn nhác. Chúng tôi tỉnh bơ như chẳng biết chuyện gì. Khoa và Liêm vẫn đang lúi húi trong tấm bản đồ. Đây nha, màu trắng là bãi trống, màu xanh là rừng già, còn kia là con suối, cuối cùng là ngã ba đường, đã hiểu chưa? Đào lẩm bẩm trong miệng. Quái lạ, cả nồi thịt đầy, đi đâu mất nửa? Các thủ trưởng cũng chẳng quan tâm, chỉ có liên lạc Đào là tức lắm, nhưng không bắt được quả tang. Thủ trưởng nào thèm chấp mấy thằng lính, lúc nào các thủ trưởng cũng lo lắng cho chúng tôi. Bọ lực thường hay bảo thuận, múc cho trinh sát chúng tôi bắt canh, gói thịt. Nhưng tính nghịch ngợm của lính trẻ thời nào mà chả thế. Tôi nhớ nhất vào một buổi tối ở sân bay Stung Treng. Xe hậu cần vừa xuống, có hai thùng lương khô cho sĩ quan. Tân Cu Lừng cùng Khánh Sách nẫng ngay một thùng chia cho các đồng hương. Ông chính trị viên phó bắt khám cả dê bộ, tìm cho ra bằng được ai là thủ phạm. Bọ lực gạt đi. Mình không được ăn thì lính nó ăn. Có lọt vào tay địch đâu mà tức. Cái thời chiến dịch năm 1979, chỉ huy mặt trận ban bố 9 điều quy định. Sĩ quan còn khổ hơn cả lính, không dám ăn gì của dân. Người gầy rạc, má hóp lại, môi khô nẻ vì thiếu rau. Lính thì khác, có cách để sống mà còn sống khỏe. Đêm đêm vẫn đỏ lửa xào nấu, nhưng lính cũng biết nghĩ cho các thủ trưởng, vẫn ngầm rúi vào tay các thủ trưởng quả trứng luộc, trái xoài ương hoặc khúc cá kho để tẩm bộ. Lính trơn đâu phải vô tình. Mùa mưa tới thật sự là nỗi khổ của lính chiến. Các cơn mưa rừng không hề ngớt, hình như nó tích tụ cả 6 tháng mùa khô để đổ dồn vào 6 tháng còn lại. Mưa tầm tã ngày đêm, nước dồn từ vùng cao xuống các khe suối tràn trề, qua hai bên bờ, tạo thành những vũng hồ nước không xác định. Cỏ cây đua nhau trổ lá, xanh rậm rạp, cỏ ba cạnh, cỏ chanh, cỏ lác mọc cao ngút đầu, rừng xanh tối tầng lá thấp ganh đua nhau với tán lá trên cao, đan xen sũng nước. Lính trinh sát chúng tôi hầu hết không mặc áo mưa, vì khó vận động trong rừng, cũng không có áo mưa nào chịu nổi một trận rúc rừng bị bung toạc ngay tức thời, vì những móc gai suốt dọc đường đi. Cả ngày hành quân, áo quần tự ướt rồi tự khô. Lắm lúc nắng lên, thấy thân hình mình bốc ra những làn khói từ cơ thể tỏa ra, thật yêng hùng và đầy lãng mạn. Khổ nhất là lúc vượt suối, người bơi giỏi hơn, bơi sang bờ bên kia, căng dây võng, đưa người không biết bơi sang trước. Có những ca tử sĩ chỉ còn cách cho vào túi ni lông, lùa hơi buộc chặt như quả bóng, rồi hai người kéo dây, hai người vừa bơi vừa đẩy. Vượt suối vô tình rơi vũ khí xuống suối là một tai họa khủng khiếp. Bằng mọi giá cũng phải lặn tìm bằng được, dù thời gian có lâu bao nhiêu. Người ta bảo, nắng tốt dưa, mưa tốt lính. Tôi thấy xài bét. Mưa lính vẫn đi tuần, vẫn đi phục, vẫn phải chốt đường. Đi tuần không khổ bằng đi phục hoặc chốt đường, nằm im để chờ giặc. Rừng mùa mưa chỗ nào cũng có muỗi, muỗi vo ve cả ngày. Những con muỗi rừng to lớn, nhanh nhẹn và đói máu, cứ lao thẳng tới chỗ thằng lính, nhè vào những khoảng áo quần bị rách hở, da thịt mà đốt. Lính vừa đập vừa gãi, không dám đốt lửa sông khói. Bọ ve cũng rất nhiều, những con ve chỉ nhìn hơn hạt tấm, chúng bí mật bò vào cơ thể, tìm những khe hốc như nách, mông, khóe mắt, lỗ tai, lỗ mũi để trú ngụ. Chúng cắm cái đầu vùi sâu vào trong da thịt, rồi sống ký sinh cả tuần mà mình không hề biết. Khi phát hiện ra thì cũng đã muộn, vết thương do ve cắn để lại cơn ngứa dai dẳng đến vài năm vẫn chưa hết. Đi truy quét mùa mưa, lội nước triền miên, nên những đôi giày rách lúc nào cũng sũng ướt, ướt nhoẹt, cọ sát vào đôi chân như mài như rũa, khiến cho bàn chân trở thành miếng thịt đỏ lòm, gần như tuột hết phần da. Đêm nằm trên võng vừa ngứa vừa xót, chỉ dám lấy bàn tay xoa xoa nhẹ nhẹ trên phần tổn thương. Có lần tôi bị cái sơn lưng Mỹ cọ lên cọ xuống ở bên sườn, lâu ngày vết xước hòa trộn với mồ hôi và nước mưa, tạo nên một mảng nhiễm trùng rất sâu. Nước dịch chảy xuống hông quần khô cứng như mau cau. May nhờ anh Hiền y sĩ cho lọ thuốc tím rửa mất một tuần, vết thương mới xe mặt lại. Mùa mưa cũng là mùa chúng tôi củng cố giao thông hào và cuốc đất tăng gia. Đất ẩm sản sinh ra những loài côn trùng nhỏ bé, chúng tôi gọi là con mò, hoặc có người gọi là con dĩn, phải tinh mắt mới nhìn thấy. Khi lật đất lên, chúng bay lên bám đầy hai ống quần
và hút máu khi đào xong vài mét hào. Nghỉ dài lao, vuốt tay xuống chân, thấy tự nhiên cả hai cổ chân của mình bê bết máu. Loại mò này cũng gây ra những trận sốt rét quái dị. Chúng tôi bị sốt, nhưng nhiệt độ không tăng cao. Sốt kéo dài dai dẳng hàng tuần không dứt cơn. Nhiều y tá nghi ngờ, cho rằng lính ốm tư tưởng, trốn tránh công việc cấp trên giao. Sau này anh Hiền y sĩ cũng phát hiện ra và tìm cách chữa rất đơn giản. Anh nói đây là sốt rét mò. Mùa mưa cũng là mùa địch hay tập kích vào doanh trại. Nửa đêm đang say giấc nồng, đột nhiên chúng tới bắn tới tấp vào đơn vị. Lính tráng chạy sấp mặt ra giao thông hào. Nước ngang thắt lưng, chờ mãi cũng chẳng có thêm đợt tấn công nào. Lại trở lại ngủ, quần áo ướt như chuột lột. Có một lần tôi dẫn C5 đi tuần loanh quanh doanh trại. Chuẩn bị qua một con suối thì tôi lên cơn sốt rét. Nhìn con nước chảy xiết khiến tôi gai lạnh khắp người, vẫn phải tìm cách bơi qua. Đầu óc tôi quay cuồng, mọi hình ảnh xung quanh cứ loang loáng, hàm răng đập vào nhau cùng cốp, tay chân bùn rủn, không còn sinh lực, mắt vẫn cố hướng sang bên bờ. Chợt nhìn thấy một bóng áo đen từ bên bờ bên kia, cũng đang đội ba lô vượt suối sang bên này. Bốn mắt địch ta chạm nhau như hai luồng điện. Không hiểu sao lúc đó, cả hai đều ngây ra, mất vài giây. Rồi cả hai đồng loạt lăn nhào vào bụi rậm cùng nổ súng. Cuộc tao ngộ chiến được hình thành. Lằn danh là con suối đang chảy xiết. Đánh kiểu này chẳng bao giờ có kết quả. Một lúc sau địch bỏ chạy. Chúng tôi chẳng dám vượt qua suối nữa. Phải tìm đường khác về đơn vị. Thật hú hồn. Chỉ cần nhanh hơn vài phút là cả trung đội chúng tôi làm vật tế cho Hà Bá. Nhưng cũng chậm một phút thôi, tôi đã có thêm một chiến công. Lính tráng rất dễ tính, lính vô tư như đã từng làm lính. Lính có gì ăn nấy, không hề phàn nàn. Ăn được thì cố mà ăn, ăn bất kể thứ gì. Nhớ thời gian đơn vị D8 chúng tôi đóng quân trên Bắc An Long, chỉ có gạo mục, cá chuồn khô đầy giòi. Gạt giòi ra vẫn ăn được như bình thường. Khoa tiểu đội phó trinh sát còn nói tếu: gạt giòi ra làm gì, mất công. Cứ cắn cả miếng, nghe tiếng giòi nổ lách tách trong miệng lại thấy vui tai. Ăn thì không phí. Khoa nói thêm: trên đời này tao không từ chối một con gì, chỉ có mỗi con ốc là tao chịu. Tôi ngạc nhiên hỏi lại: ốc ngon thế sao mày không ăn? Ốc vít tụi mày có ăn nổi không? Tất cả cười rộ lên. Lại gắp rồi đĩa cá cũng bay sạch. Hồi còn đóng quân ở Chomsere, tiểu đội chúng tôi đi thực địa, rẽ vào một căn nhà rìa phum, lấy tấm mền đổi được hai con gà to, luộc ngay tại nhà dân. Hai con gà béo ngậy bắc ra, sẵn có bi đồng rượu, nâng lên đặt xuống, gà chấm bột canh ngọt lịm. Lính vui tay, xé chấm tưng bừng. Chưa hết nửa con gà, đã hết gói bột canh. Khoa hỏi xin muối, nhưng bà chủ lắc đầu. Bà bảo đi vào góc bếp, lấy ra một bọc parahok. Bình thường thì đến chết chúng tôi cũng không thể ăn nổi món này. Mở gói bò hóc ra là bịt mũi, muốn ói. Món bò hóc là món cá để ươn ba nắng. Con cá hoại tử mềm nhũn, thối hoắc. Lúc đó họ cho vào cối, giã nát trộn với muối, giềng, ớt, bọc lá chuối treo gác bếp để ăn dần. Vậy mà giờ đây thịt gà chấm bò hóc, hòa loãng, ăn vẫn thấy ngon. Chẳng thấy thằng nào nôn ọe. Lại một buổi chiều, Hồng Kiều và Thanh Phun Rô đi tuần, rẽ vào phum mang về một bọc phổi trâu, khoe rằng dân biếu không. Cả tiểu đội mừng rơn, sửa sạch thái nhỏ, cho vào nồi, xào nấu. Nồi thịt thơm phức, bắc lên bàn, cả tiểu đội tới tấp gắp, cho vào miệng nhai lạo xạo toàn cát. Thì ra mùa khô, trâu nhai cỏ, lùa cả bụi cát vào túi phổi. Không vấn đề, vừa ăn vừa nhẻ cát, thịt phổi vẫn ních đầy bụng lính. Có một lần đi truy quét xuống cánh đồng Bosamu. Lâu ngày không có chất tươi, gặp một đàn kền kền, cổ cong, cùng tranh nhau một cây khô. Tại một hồ sen cạn, chúng đánh nhau, chiếm vị trí trên cành, làm cho các cành cây gãy răng rắc. Chúng chẳng coi đám lính già gì, mặc dù chúng tôi nghỉ giải lao rất gần đó. Khoa nâng súng lên, chọn con to nhất rồi bóp cò. Con kền kền nặng hơn 10 cân, như cánh diều đứt dây, từ từ tiếp đất hạ xuống cái hồ sen cạn. Tôi lao theo con quái điểu, hòng bắt sống. Nhưng đến khi đối mặt thì thật kinh hãi. Nhìn cái đầu chọc lốc, cặp mắt trắng dã với cái mỏ khoằm
đang vươn ra đe dọa, khiến tôi không dám tiến gần. Nếu nó mổ trúng đích, cũng không khác gì con dao nhọn chứa đầy độc tố. Tôi lùi lại, kiếm một khúc cây, lừa thế phang một cú trời giáng vào cái đầu gớm ghiếc của con kền kền, lôi cổ lên bờ cho anh nuôi làm thịt. Đúng là loài ăn xác thối. Anh nuôi sơn lọ vặt lông, từng đàn giận bò ra nhung nhúc, làn da mốc thếch, khô khốc, nhăn nhúm. Sơn rửa sạch sẽ, chặt khúc quân cờ, rồi ướp muối, bóp giềng cho vào nồi, châm lửa làm bữa trưa. Chỉ một loáng, bữa cỗ được bắc lên, cơm trắng với thịt kho, còn có cả canh lá rang nấu với cổ cánh kền kền. Khá khen cho tay anh nuôi người Phú Yên, hắn làm các món ăn rất khéo, thịt thơm nước mũi. Tôi gắp một miếng nạc cho vào miệng nhai ngấu nghiến, mùi thịt khét lẹt, hăng hắc mùi xà phòng. Không thể nhai thêm, tôi nhẻ miếng thịt, buông bát cơm. Lấy bì đồng xúc miệng, nhìn qua đám lính bộ binh vẫn chén tỉ tỉ. Khoa nói thầm với tôi, món này kinh khủng quá, không thể ăn nổi. Khi ăn xong, thằng Sơn Lọ đổ hết nồi thịt, vừa cọ nồi vừa lẩm bẩm. Mẹ kiếp, thịt gì mà khó ăn vậy, phí toi cả buổi nấu nướng, rửa mãi không hết mùi. Đang lúc ác liệt nhất trên Bắc An Long, tôi nhận được thư nhà, một lá thư loang lổ máu. Đó là máu của chiến sĩ quân Bưu bị địch phục kích trên đường đưa thư từ Cầu Cháy về sư đoàn bộ. Thế mới biết tuyến trước cũng như tuyến sau đều không an toàn. 6 tháng rồi không nhận được tin tức gì của gia đình, nay cầm lá thư trên tay, lòng rưng rưng nhớ nhà. Được tin gia đình vẫn yên ổn, quân Trung Quốc đã rút về nước. Gia đình bác tôi cũng thôi không phải sơ tán ở Hà Nội nữa, mà đã trở lại Lạng Sơn ổn định cuộc sống. Tiểu khu đã mấy lần đưa giấy gọi em trai tôi đi khám nghĩa vụ quân sự. Mẹ tôi cương quyết không cho em tôi nhập ngũ, vì lý do tôi đang chiến đấu tại chiến trường Tây Nam. Cuối thư thêm phần tái bút. Con còn sốt rét không? Người ta bảo uống tiết 33 sẽ khỏi sốt rét. Con cắt tiết pha với rượu mà uống. Chúc con mọi chuyện an lành, mẹ của con. Ở bên này tôi chỉ gặp rùa là nhiều, chứ không nhìn thấy con 33. Đi vào đến bìa rừng là gặp rùa. Trên đường truy quét, chúng tôi gặp rùa vô khối. Trước đây còn hay bắt về thịt, nhưng vì thịt vừa dai vừa ít nên không còn là món khoái khẩu nữa. Hơn nữa nếu có bị sao như lạc đường, gặp địch, nổ súng, thương vong, là tụi lính bộ binh lại đổ thừa cho mấy thằng trinh sát ăn thịt rùa, nên mới bị số nhọ. Từ đó đi đầu, khi nhìn thấy rùa bò trước là tôi bốc lên, nhanh tay quăng thật ra tầm mắt của mấy thằng lính phía sau để tránh chuyện phiền phức. Từ khi vào chiến trường đến nay đã được 3 năm có dư, chưa lần nào tôi nhìn thấy con 33 ở bên này. Hồi tôi còn ở nhà, 33 bán rất rẻ, vì một lý do đơn giản là nhiều người không biết chế biến các món này, nên bố tôi hay ra chợ Mơ mua một vài con về làm thịt. Món thịt 33 om chuối đậu ngon đến nhức răng. Cắn miếng diềm 33 giòn như ốc nhồi, mùi nghệ, mẻ, tía tô cứ thấm mãi nơi đầu lưỡi, ngon tuyệt trần. Giờ thì tìm đâu ra 33 để lấy một giọt tiết canh của nó. Mãi đến phải 1 năm sau, chúng tôi lại được đi truy quét ở phía nam An Long Veng. Đợt này tổ chức theo đội hình trung đoàn. Trung đoàn trưởng Nguyễn Trọng Thể trực tiếp chỉ huy chuyến truy quét. Đội hình bao gồm một đại đội của tiểu đoàn 7 và 2 đại đội của tiểu đoàn 8. Chuyến truy quét này hòng chặn đứng con đường chuyển quân của địch từ nội địa lên biên giới, lập căn cứ trên điểm cao 547. Khu vực phía nam An Long Veng này chúng tôi đã đi rất nhiều lần. Những nơi có nước được trinh sát D8 đánh dấu rất chuẩn xác. Lần này ông Thể chọn vị trí nghỉ chân đúng nơi chúng tôi thịt con chăn cách đây vài tháng. D7 đóng quân ở đầu nguồn, D8 cuối nguồn con suối, chỉ huy trung đoàn nằm ở giữa. Sáng hôm sau, sau khi dẫn đội hình đi tuần quanh khu vực, tôi trở về nơi trú quân. Đã thấy mấy lính vận tải tát gần xong khúc suối, cá đã quẫy rẫy đành đạch. Tôi tháo quần áo xuống hỗ trợ, chọn những con to quăng lên bờ. Thằng Cường nhanh tay gom cá, lấy dây thừng sâu từng chuỗi dài, toàn cá quả. Cường là lính bộ binh C7, tương đối đẹp trai, người Đức Phổ, Quảng Ngãi. Nó ăn mặc rất chỉnh chu. Cái áo lính đã bạc trắng mà nó cố giặt cho thật trắng hơn. Nó bảo nó thích áo màu trắng, mà đúng thật. Khi khoác tấm áo lính bạc trắng vào người, nhìn có vẻ rất phong trần, rất từng trải.
Mỗi lần vồ được con cá to, nó lại cười. Tiếng cười giòn tan trong sáng giữa đại ngàn mênh mông. Tôi mải mê bắt cá, đột nhiên thấy có vật gì tròn tròn thò lên tụt xuống trong đám lá mục dưới bùn. Giữa vật tròn là hai lỗ nhỏ cứ nhô lên tụt xuống. Tôi lùa hai tay định chộp cái vật tròn tròn đó thì đột nhiên vũng bùn từ từ dâng lên chuyển động. À, thì ra là một con ba ba khổng lồ. Cái vật tròn tròn đó chính là cái mũi của con ba ba. Tôi lùa tay bê bổng cả thân hình nó lên. Cả đám lính tròn xoe mắt, há hốc miệng. Thằng Cường reo lên khẽ khẽ. Chú cha, con ba ba to dữ quá. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy con nào to như vậy. Con ba ba này to thật. Tôi đo độ rộng của nó được 2 găng tay. Có nghĩa là đo từ rìa mai bên này sang rìa mai bên kia khoảng 40cm. Tôi mừng rơn vì một năm nay tìm kiếm khắp vùng Breakbeer. Nay mới có dịp bắt được một con ba ba để lấy tiết chữa bệnh sốt rét. Tôi cười nói với Cường. Mẹ tôi bảo uống tiết ba ba sẽ chữa khỏi bệnh sốt rét, mà mãi đến giờ mới bắt được nó. Vậy hả? Thế cho tôi uống với. Tiếc quá, giờ lại phải đi phục. Chiều về Đồng Hương phải dành cho tôi một ít nhá. Nhưng đến chiều tiết hỏng mất. Giữa rừng lấy đâu ra rượu để hãm. Thôi, chiều về ăn thịt ba ba ngon lắm. Ừ nhỉ, nhớ để dành cho tôi một bát nhá. Chúng tôi xách cá về, cùng hỗ trợ anh nuôi làm cá, đánh vẩy, quả thật dễ dàng. Tôi thường lấy cái vỏ chai cạo ngược con cá, vẩy bay rào rào, một loáng là sạch trơn. Thò ngón tay vào bóc mang, rút ngược dạ dày, xẻ ngang bụng, móc ruột, rửa sạch một loáng là xong. Thằng Tài anh nuôi dê bộ cắt tiết ba ba. Tôi lấy ca bi đông, hứng tiết, uống ngay tại chỗ. Các lính nhăn mặt, mặc kệ, là thuốc quý sao phải bỏ, phí lắm. Mấy tay vận tải cũng uống thử, nhưng mặt vẫn nhăn nhăn. Tành quá, tành kinh khủng. Một loáng Tài đã pha xong nồi thịt, nhổ riêng rừng giã nhỏ, cắt lá riềng lót nồi, bột nghệ có sẵn trong ba lô, bóp muối, thả bột canh, cho thêm hạt tiêu xanh. Đặt nồi lên bếp, chẳng mấy chốc nồi thịt ba ba sôi sùng sục, mùi thơm ngào ngạt tỏa khắp cánh rừng. May cho hướng chúng tôi nhìn ra bãi trống và tổ chức canh gác rất chu đáo. Một lúc sau, phía ổ phục kích của ta ầm ầm tiếng súng. Chúng tôi mừng rơn vì nhất định sẽ có thắng lợi. Khi đã phục kích với đội hình lớn mà nổ súng thì lính ta nắm chắc phần thắng. Tài gọi mọi người ra nhận cơm. Thịt ba ba ngon thật. Khá khen cho tay nghề nấu nướng của anh nuôi. Thịt vừa ngon vừa tới. Diềm ba ba dày vừa giòn. Tôi cầm ca bi đông nhờ anh nuôi múc thêm một ít để phần cho thằng Cường. Một lát sau, lính phục kích trở về, vài vác chiến lợi phẩm, súng ống, ba lô, có cả song nồi, nhưng nét mặt ai cũng buồn thiu. Một cánh võng đầy máu được hai bộ binh khiêng vào chỗ chỉ huy tiểu đoàn. Đó là thi hài của thằng Cường. Chúng tôi buộc võng Cường vào trong, gần ngay chỗ tôi mắc võng. Nghe lính C7 kể, khi chúng tôi gặp địch, liền bấm mìm định hướng, đồng loạt nổ súng, chúng chết vài thằng. Cường bắn M79 không kịp thao tác nên một tay chạy qua mặt Cường. Một loạt AK bắn thẳng vào ngực, Cường hy sinh không kịp chăn chối. Buồn quá, ca thịt ba ba để phần cho Cường nguội ngắt. Tôi đem ca thịt trả lại cho anh nuôi. Bữa cơm chiều mọi người lặng lặng nhai, không ai nói với ai nửa lời, không dám nhìn vào cánh võng bất hạnh của Cường, lòng nặng trĩu nỗi buồn. Vùng Campuchia là nơi rất nhiều cá, đồng thời cũng là nơi sinh ra rất nhiều kỳ đà. Hầu như trận truy quét nào chúng tôi cũng gặp kỳ đà. Chúng sống dọc theo suối, từ đầu nguồn đến cửa sông. Nhìn làn da sần sùi, hoa văn lang lộ, dáng vóc gớm ghiếc, mặt mày lấc láo, thi thoảng lại lè cái lưỡi chia đôi như lưỡi rắn. Nhiều lính thấy ghê, không dám sờ vào chúng. Lần đầu tiên chúng tôi tổ chức tắt cá trong một khúc suối gần Phum Cambara. Khi chưa cạn hẳn, đã thấy cá quẫy nhiều vô kể. Chúng tôi lao xuống. Thằng Căn, lính C5, bắt cá rất giỏi. Căn là một thanh niên ngoại ô Hà Nội, vốn là dân trải lưới dọc sông Nhuệ, nên chuyện bắt cá khi có nước cũng không có gì. Đang mò trong một hốc cây, bỗng nó rú lên, nhảy chồm lên bờ, mặt cắt không ra giọt máu, ú ớ chỉ vào bọng cây, mấp mé mặt nước. Có con gì to lắm, có cả móng vuốt. Chúng tôi đoán già đoán non, có thể là cá sấu. Tất cả hò nhau ra sức tát cạn, mong bắt được con vật lạ đang nằm dưới vũng nước kia.
Khi nước gần cạn, để ăn chắc, mỗi thằng chuẩn bị một cái gậy, đề phòng nếu con cá sấu thì phang thẳng cánh. Anh Tặng, bộ binh C5, người Hòa Bình, nhìn cái đuôi trúng nguẩy trong bọng, anh reo lên: "Con kỳ đà hoa, con này vẫn còn nhỏ." Anh thò tay vào hốc cây, lôi cổ nó ra. Một con vật không khác con cá sấu là bao, có điều không có răng như cá sấu. Cái lưỡi trẻ đôi đen ngòm thò ra thụt vào, làn da sần sùi như vỏ cây, nặng khoảng 3 cân, không bỏ thể ăn, để cho anh Tạm mang về đơn vị nuôi dưỡng. Đó là lần đầu tiên chúng tôi thấy con kỳ đà. Lại vào một hôm mùa khô, chúng tôi đi truy quét ở phía nam An Long Veng, trời nắng như đổ lửa. Chúng tôi bước vào rừng xanh, gặp một con suối nhỏ, nước trong vắt, dưới đáy toàn sỏ nhỏ. Hai bên bờ suối là một rừng mây gai đan kín thành vòm, không thể vượt nổi, nên cả tiểu đoàn cứ lội dọc theo con suối, đi dưới vòng mây đan kín thật là đẹp. Nước dưới chân mát rượi trong vắt. Tôi đi đầu đoàn quân, thả mắt quan sát hai bên bờ. Rừng cây tĩnh mịch, không có dấu hiệu của địch. Bỗng phía dưới đoàn quân có tiếng động nước và tiếng nói cười xôn xao. Tôi quay lại nhắc mọi người bí mật, nhưng tiếng nói càng lớn, có vẻ là rất vui. Tôi vội kéo quân đi nhanh hơn, thoát khỏi khúc suối. Tôi vượt lên bờ suối, tìm vị trí cao nhất để nghỉ giải lao. Một lúc sau, tất cả mọi người cùng tập trung đông đủ, nhìn thấy hai lính C6 khiêng một con kỳ đà khá to, hai tay bị trói quặt ra đằng sau, mồm cũng bị buộc chặt dây. Con này to khủng khiếp, phải được 20 cân, nó dài 1,5 mét, hoa văn loang lổ. Ông Vẳng, chính trị viên phó tiểu đoàn, cho quân hạ trại, nghỉ giải lao nấu nướng, làm thịt kỳ đà. Lính chỉ biết lột da, chặt khúc, kho mặn. Thịt kỳ đà trắng như thịt gà, mỗi người vài miếng, chủ yếu lấy nước trộn cơm mới đủ bữa. Tôi chưa cảm nhận hết được cái ngon của thịt kỳ đà. Người ta bảo thịt kỳ đà ăn vào rất bổ. Các bộ phận đều là những vị thuốc quý. Mật thì chữa hen cho trẻ con, da phơi khô để chữa bệnh mề đay. Cái đuôi là phần bổ dưỡng nhất, dành cho những đấng mày râu tăng cường sinh lực. Có một lần vào mùa mưa, tôi dẫn bộ binh C5 lên truy quét khu vực 547, xa xa nơi dông 600, nơi vách đá dựng đứng của dãy núi, có một ngọn thác cao đổ nước từ trong cái hang trên sườn núi xuống, tạo thành một cái thác đẹp tuyệt trần. Đó là nơi đầu nguồn con sông Sen, cung cấp nước cho Angkor Wat. Ở đầu nguồn này vẫn chỉ là những suối nhỏ. Chúng tôi chưa bao giờ được đặt chân đến gần ngọn thác, vì hướng đó thuộc địa phận của Trung đoàn 95. Tôi vượt qua suối, bỗng thấy có một con kỳ đà hoa lớn đang nằm phơi nắng trên một roi đất bằng phẳng. Tôi đưa súng cho Toán đi phía sau tôi, rồi lao nhanh đến con kỳ đà. Tay phải chộp cổ, tay trái đè lưng giữ chặt xuống đất. Toán bứt dây hà tủ ô, quấn chặt cái miệng nó. Thằng Báu mở ba lô, lấy dây võng trói ngược tay chân con kỳ đà lại. Con này chỉ khoảng 10 cân, nhưng có vẻ rất mập mạp. Anh Hợi, chính trị viên đại đội 5, cho nghỉ chân, cắt cử trung đội cảnh giới các hướng. Trong đội hình có anh Thường, là dân tộc Mường quê Hòa Bình, nhận nấu nướng. Anh là người làm món ăn thú rừng rất bài bản. Trong ba lô anh luôn có đầy đủ gia vị. Anh cắt tiết rồi đun nước, cạo vẩy. Anh bảo: "Da con kỳ đà là ngon nhất, vậy mà mấy thằng lột da bỏ vứt đi. Mấy chú nhìn anh làm mà học tập nha." Anh dùng dao cạo bay lớp vẩy sừng, để lộ lớp da bóng mỡ. Rồi anh nướng sơ trên than hồng, mổ bụng pha thịt đầy một xong, tẩm ướp gia vị, xào lên thơm lừng, rồi chế nước ninh sỉnh sịch. Một tiếng sau, chúng tôi bắc nồi thịt ra, chia về cho các trung đội. Đó là bữa thịt kỳ đà ngon nhất mà chúng tôi từng được ăn. Da kỳ đà giòn thơm, thịt ngọt đủ độ gia vị, vừa ăn vừa ngắm ngọn thác trên dãy đằng rách, còn gì thú vị hơn. Lính chiến khổ trăm bề, nhưng có ai sướng hơn lính trong những giây phút lãng mạn như thế này. Phía nam vùng Bắc An Long hầu hết là rừng xanh, là nơi tiếp giáp của hai khu chiến của bộ đội Việt Nam, đó là quân khu 5 và quân khu 7. Một khu rừng xanh trải rộng gần 100 km², nên cả hai quân khu không thể kiểm soát hết nơi này. Hơn nữa, khu vực này mùa mưa ngập lụt đến tận bụng. Đến khi mùa khô thì không tìm đâu ra một giọt nước. Nếu có nước thì tập trung rất nhiều thú dữ hoặc cũng là nơi địch hay trú quân.
Chúng tôi đã nhiều lần bị khát nước, những trận khát nước khủng khiếp, đi mất 3 ngày mới tìm thấy nước. Có lần phát hiện ra một đầm lầy, thì than ôi, hàng trăm con lợn rừng đầm mình trong hồ nước, chúng tạo cho hồ nước thành một lớp bùn đặc sánh. Khi thấy người, chúng chạy toán loạn, húc thẳng vào giữa đoàn quân, sặc mùi phân trộn mùi bùn. May mắn là không ai bị thương vong. Chúng tôi lấy khăn mặt thấm qua lớp bùn, rồi vắt nước vào ca, chờ cho lắng cặn, rồi uống. Nước vẫn đen đục và hôi tanh, đành phải uống vì không còn lựa chọn nào khác. Khi đã phát hiện ra khúc suối hoặc khu hồ nào có nước là chúng tôi đánh dấu rất kỹ trên bản đồ, đề phòng cho đợt sau có qua đây còn có nước để dùng. Hôm ấy tiểu đoàn phó Nguyễn Mạnh Hùng trực tiếp chỉ huy đợt truy quét phía Nam An Long, gồm hai đại đội là C6 và C5, tăng cường thêm một khẩu đội cối 82 của C8. Đợt này đi khá đông nên được tăng cường thêm 3 trinh sát, gồm có tôi, Khoa và Liêm quê ở Quế Sơn. Tôi dẫn đầu đội hình đi qua một tràng cỏ tranh và những bụi cây sim thừa thớt. Phía dưới đã nhìn thấy con suối ôm vòng theo vạt rừng xanh. Vì dốc cao nên tôi phải tìm một khe tụ thủy nhỏ để tụt xuống lòng suối. Ngay bờ tụ thủy có một cây đổ nằm chắn ngang lối đi. Tôi vạch lá bước qua không cần để ý gần, vừa tụt xuống vừa quan sát về phía rừng xanh, bên kia suối xem có động tĩnh gì không. Bỗng nhiên thấy đằng sau có tiếng chân chạy huỳnh huỳnh. Thằng Thời bộ binh C5 từ trên bờ lăn mấy vòng xuống suối. Tiếp đến là anh Lầm, anh nuôi C8, chạy nhanh nhất, ngã ngửa ngay dưới chân tôi. Xong rồi lăn lốc cốc xuống suối. Các anh lính bộ binh gần tôi đang ngơ ngác, thì bỗng nhiên tôi thấy một con chằn lớn, có cái đầu to bằng quả dừa trước mặt tôi, rồi lao thẳng xuống dòng suối. Cả thân hình dài thượt của nó tì lên vai tôi nặng trĩu. Lúc này chỉ còn nhắm mắt cho toàn bộ cơ thể lạnh ngắt của nó trườn qua vai, rồi lao nhanh xuống vũng nước dưới lòng suối. Chúng tôi một phen bất ngờ, chỉ còn biết ngây người nhìn xuống vũng nước không lớn hơn hai mảnh chiếu, nơi con chăn đang nằm ở dưới đó. Anh Hùng phân công bố trí cho các đơn vị hạ trại ngay tại chỗ. Các đơn vị tổ chức canh gác, tuần phục hai bên bờ. Lúc này anh Lầm mới kể rõ đầu đuôi. Tao thấy nó như cây gỗ nằm ngang, liền ngồi lên nghỉ giải lao. Dưới đít thấy êm êm, rồi khúc cây tự nhiên chuyển động. Nhìn kỹ, hóa ra là đang ngồi trên lưng con chăn. Kinh quá, tao bỏ chạy luôn, xô ngã cả thằng Thời. Chúng tôi chuẩn bị tìm cách bắt con chăn. Mỗi người cầm một cây gậy, nó thò đầu lên là đập. Khổ thân con chăn, chưa kịp ngoi lên mặt nước đã bị phang vai gậy. Thân hình nó trườn lên khúc cây, tôi bật lưỡi lê ba cạnh, ghim người nó vào khúc cây để cho mọi người ra sức đập. Không ngờ sức mạnh của con chăn thật khủng khiếp. Nó kéo cong oằn cái lưỡi lê AK-47 bằng thép ngoẹo sang một bên. Lính tráng dùng vồ, gậy đập tới tấp lên đầu con chăn. Một tiếng sau, con mãnh xà đã phải gục ngã trước sức mạnh can trường của mấy thằng lính háu đói. Chúng tôi kéo cổ nó lên bờ, nhìn cái đầu nhỏ như quả dừa, mà sao thân hình nó khủng khiếp như vậy. Phải 6 lính bộ binh mới kéo lên chặt 3 của cái cây bên suối để lột ra. Cả con chăn quý nhất là cái mật, nên ai cũng nhăm nhắm, cướp bằng được. Khi lột ra mổ bụng, tất cả nháo nhào lao tới. Thằng giằng buồng gan, thằng cướp túi mỡ, cuối cùng không biết túi mật thuộc về ai. Trinh sát bọn tôi được nửa dây mỡ chăn, đem về đun lên, được gần đầy bi đông mỡ. Anh nuôi chặt khúc luộc, chăn ăn bữa chiều. Thịt chăn luộc trắng như thịt gà, chấm muối tanh ngoéo, nhưng phải cố mà ăn. Tôi không thấy ngon, thịt lại bám xương, dùng răng giằng mãi không róc. Khi ăn xong, thằng Dũng liên lạc đi xuống từng bộ phận, gom lại tất cả những mẩu xương chăn để thủ trưởng Hùng mang về nấu cao. Suốt cả một tuần, thằng Dũng phải mang theo túi xương chăn cho thủ trưởng. Trên đường hành quân, lính bộ binh không chịu nổi, đuổi nó xuống cuối đội hình. Dũng nó phản nàn: em muốn quăng mẹ nó đi, không thể chịu nổi, mùi còn hôi hơn mùi tử sĩ. Nhưng chỉ sợ thủ trưởng giận. Khi về đến tiểu đoàn bộ, tôi còn nhớ cái đầu con chăn ông Hùng treo tòng teng mãi bên hiên nhà chỉ huy tiểu đoàn bộ, như chứng minh cho một chiến công của đơn vị trong đợt truy quét phía Nam An Long Veng. Trong đơn vị tôi có rất nhiều lính khéo léo. Khi đi truy quét hoặc nằm chốt ngoài rừng thì ai cũng như ai,
đều căng người lên trong tư thế chiến đấu, nhưng đã về doanh trại lại tự tìm cho mình những trò vui tiêu khiển. Mỗi người một kiểu, có tài gì thì tung ra hết. Tiểu đội tôi có anh Huỳnh Văn Khoa, quê ở Đức Phổ, Quảng Ngãi, rất khéo tay. Những cuốn sổ tay được Khoa đóng lại cực kỳ chắc chắn và đẹp mắt. Ai cũng muốn nhờ hắn đóng lại sổ. Hồi đó lính hay có cuốn sổ tay lưu bút, ghi chép lại những bài thơ, những bài hát mà mình ưa thích. Vì bìa mỏng nên rất nhanh rách. Khoa tháo dây dù từ dây lưng dã chiến cũ hỏng của Mỹ ra, rồi lỗ khâu lại những trang sách cho chắc chắn, rồi xin bìa hộp cắt tông ở trong kho quân nhu, nấu hồ, bôi lại thành hai tầng bìa. Ngoài bìa bôi thêm một lớp giấy bản đồ, loại bản đồ không thuộc vùng tác chiến của chúng tôi nữa. Dùng hòm đạn ép qua đêm, cầm cuốn sổ mới làm, ai cũng mãn nguyện. Có một hôm, Khoa hỉ hụi đốn một cây thân trắng, lá nhỏ ở sau nhà. Tôi hỏi làm gì vậy? Khoa cười. Làm đũa. Cây này là cây gỗ mun, làm đũa thì đẹp hết tầm Đại Bác. Khoa chặt thành từng khúc, chẻ dọc thớ, bỏ phần gỗ trắng, chỉ lấy phần lõi đen như than. Khéo léo chẻ nhỏ, ngồi vót thành hình chiếc đũa. Lấy mảnh chai vuốt nhẹ, từng chiếc đũa được hình thành, đen nhánh, rồi vào phum lấy lá duối đánh bóng. Cầm đũa mun trên tay, cảm giác êm, mát, đầm hơn đũa tre hoặc đũa thốt nốt. Vẻ đẹp của đôi đũa màu huyền thật mê hoặc, dù cho ăn cơm cá thối vẫn thấy ngon miệng. Cũng từ đó, lính tiểu đoàn bộ đua nhau làm đũa mun, tạo ra một phong trào làm đũa mun. Người người làm đũa, nhà nhà làm đũa, đi gác cũng cầm theo đôi đũa thô để chuốt để ngắm. Tôi cũng làm vài đôi, sẵn có mẩu gỗ cắt khá đẹp, tiện tay tôi làm luôn một cái đầu lâu nho nhỏ đen bóng, có hai hốc mắt sâu hoắm, đầy uy hiếp, rồi dùi lỗ kiếm một sợi dây dù, treo tòng teng trên cổ, trông rất ngầu. Thấy thằng lính Miên, binh đoàn Hensorin, nhìn thấy thích lắm, gạ đổi một bịch thuốc dê, tôi đồng ý ngay, vì nhà trồng được mà. Mai mình lại làm cái khác đẹp hơn, sao phải lưỡng lự. Hồi lập lán trại ở Phum Giềng, có tâm y tá, người cao to, dân Đà Nẵng, cũng rất khéo tay. Căn nhà của quân y tuy nhỏ, nhưng chúng tôi đánh giá là đẹp nhất. Bộ trường kỳ bằng tre của Tâm làm rất cầu kỳ. Tâm vào rừng chọn những khúc tre cong, uốn lượn đúng ý mình. Phải mất 2 tháng trời ròng rã, lên ý tưởng, cắt cưa ghép mộng mới hình thành bộ khung, rồi chẻ nan, chuốt mây đan phần tựa lưng. Chọn những cây tre bánh tẻ, đập dập thành sạp để lót mặt, rồi lấy dây mây bo khung xung quanh. Khi hoàn thành, ai đi qua cũng phải dừng lại ngắm nghía. Ở D7 có một người đồng hương của tôi là Dũng, nhà ở Nguyễn Công Trứ, cũng là một người lính khéo tay có tiếng. Dũng hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ, ánh mắt nhân từ nên được lính tráng đặt cho cái tên Dũng Bà Già. Cái tên Bà Già để nói lên sự khéo léo và chu đáo của Dũng. Dũng có biệt tài may đo quần áo rất giỏi. Một tấm võng kaki quân nhu chỉ trong vòng một đêm là biến thành 2 cái quần nhà binh đúng tiêu chuẩn. Không phải may bằng máy khâu, mà chỉ là một chiếc kim và một cuộn chỉ. Dũng khâu nhanh tay thoăn thoắt. Tôi từng chứng kiến Dũng vừa khâu vừa nói chuyện mà đường may vẫn thẳng hàng tăm tắp. Nếu đi thi khâu, có lẽ Dũng đoạt giải cây kéo vàng mất. Chưa chắc chị em đã khâu tay giỏi được như Dũng. Căn hầm thùng của Dũng như cửa hàng may đo dã chiến, võng cũ võng mới xếp thành đống, chưa kể quần áo lính rách ống, rách vai, vẫn đang chờ đến lượt. Lính D7 nhờ Dũng mà có phần tươm tất hơn, tự tin hơn, tung tẩy vào phum lúng liếng con mắt, lăng tình với mấy ả nạ dòng Khmer. Trong chiến đấu, đơn vị bộ binh chúng tôi có những cải tiến tưởng chừng vô lý nhưng lại rất tiện ích. Những khẩu súng AK không đơn thuần là một băng. Lính bộ binh thường dùng dây điện hoặc dây chun bó hai băng lại với nhau, lộn ngược đầu. Khi bắn hết đạn, chỉ cần tháo ra, quay đầu lại rồi bắn tiếp. Những bao vải đựng B40, B41 được quân nhu cấp vứt bỏ hết, thay thế bằng gùi tre hoặc mây của dân tộc, rất tiện dụng khi thao tác. Đi truy quét, lính cối 60 không mang theo đế cối, mà dùng đế dép cao su khoét một lỗ, thay thế đế cối, đánh vẫn thấy ok. Các anh nuôi đi hành quân không mang vung nổi đi theo, chỉ cần một miếng ni lông cắt từ tấm vải mưa của mái tăng rồi đậy vào.
Khi cơm cạn, cơm vẫn dẻo, cá thịt vẫn được ninh nhừ. Khi mùa mưa phải ngủ trong rừng, không cần chặt cọc phụ, chỉ cần hai miếng vải mưa buộc chặt hai đầu võng là ngủ từ tối cho đến sáng. Võng vẫn khô, mặc cho mưa chút cả đêm. Đi rừng nhiều ngày, quân trang bị gai cào rách hết, nhất là quần dài, thường bị rách ở phía trước. Không sao, ta lộn ngược ra đằng sau mặc cũng được, dùng được khoảng 2-3 tháng nữa. Thuốc lá thì không có, có thể hút bằng lá đu đủ khô hoặc lá cà, lá hà thủ ô cũng được. Muốn tăng thể tích bi đông nước lên, chỉ cần đổ một bi đông bia thốt nốt, rồi đặt ra ngoài nắng, trong vòng 1-2 tiếng là căng tròn. Chống B-40 của địch tập kích vào đơn vị, không cần hàng rào kẽm B-40 như của Mỹ, chỉ cần chặt những cây dài khoảng 4 mét trở lên, ken kỹ thành hàng rào, cao hơn mái nhà, hướng địch hay bắn trộm. Như vậy, đạn sẽ chỉ nổ ngoài hàng rào mà thôi. Giữa năm 1979, đại đội 6 đóng quân gần tiểu đoàn bộ D-8, chỉ cách nhau có một nương sắn. Lúc nhàn rỗi, tôi thường hay sang C-6 chơi với Dương Khỉ. Tôi rất thân với Dương Khỉ. Dương là đồng hương, cùng ngày nhập ngũ với tôi. Hồi còn ở biên giới Việt Miên, đi đánh vận động, không may Dương dẫm phải bàn trông của địch, mất sức chiến đấu, nên tạm làm anh nuôi. Anh Tô Văn Than từ E95 mới chuyển về làm đại phó C6. Môi đỏ như con gái, anh để bộ ria con kiến rất điệu đà. Anh đẹp trai, vui tính, hay lao động. Anh thường làm cùng với lính nên ai cũng mến anh. Tôi biết anh vào một buổi sáng tại nhà bếp đại đội, anh sắn quần quá đầu gối, đang nhào đất cùng với Dương Khỉ đắp một lò nướng bánh mì. Dương ngày xưa đã từng làm thợ bánh mì nên xin đề đạt với ban chỉ huy đại đội, được anh Than ủng hộ nhiệt tình, nên chính trị viên Nguyễn Xuân Trường đồng ý ngay tức khắc. Nay lò bánh mì đã hoạt động, Dương ủ men mặn, nướng, tạo ra những bẻ bánh mì vỏ vàng ươm, giòn tan thơm phức. Duy nhất chỉ có lính C6 được thưởng thức món bánh mì. Thỉnh thoảng anh gửi bánh mì về ban chỉ huy tiểu đoàn, biếu các thủ trưởng. Bọ lực thích lắm, ông nói. Bao năm làm lính, sao toàn phải ăn bẻng hấp, mỗi đơn vị cần phải có một lò bánh mì ngay. Nhưng đâu có được như ý muốn, là lính bộ binh di chuyển doanh trại liên tục, chẳng khi nào được lâu dài. Ý tưởng làm lò bánh mì không thể thực hiện được. C6 lên Sanda, rồi lại lên An Long Veng. Khi đóng quân độc lập bên đồi tròn cùng với C14, anh Than được giữ chức đại đội trưởng, thay thế cho anh Hiên về quân khu đi học. Anh Than vẫn vui vẻ, nhiệt tình. Anh đưa ra nhiều sáng kiến trong phòng thủ cũng như tấn công rất hiệu quả. Nên C6, dù ở một nơi độc lập, cách xa tiểu đoàn 15 km, bị địch bao vây tứ phía, số lượng mìn địch cài như mạng nhện, vậy mà quân số thương vong của C6 ít nhất của tiểu đoàn. Tôi là người phối thuộc cùng với C6 nhiều lần, nên quen biết rất nhiều lính C6, từ cán bộ đại đội đến những tân binh trẻ măng vừa được bổ sung về đơn vị. Họ là những luồng gió mới xua tan cái không khí ngột ngạt đầy khốc liệt của chiến trường. Một hôm đơn vị đi truy quét gần doanh trại, dẫn thêm một số tân binh đi cùng để quen dần với chiến trận. Anh Than trực tiếp chỉ huy hôm đấy. Lúc này ta chủ động gặp địch là nổ súng. Các tân binh nghe tiếng súng nổ đồng loạt chúi đầu vào các bụi rậm và gốc cây. Riêng có một tân binh vẫn lao lên nổ súng cùng với các lính cựu. Vì ham bắn quá, đạp phải rễ cây mục lăn quay xuống lòng suối, vẫn đứng bóp cò. Đạn bay lên trời, lá cây bay lả tả. Sau khi bớt tiếng súng, anh Than quay lại hỏi người tân binh. Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Ở huyện nào đấy? Dạ em tên Nguyễn Thủy, 20 tuổi. Em ở Quế Sơn, Quảng Nam, Đà Nẵng ạ. Lần đầu đánh đấm như vậy là được đấy. Dần dần học hỏi thêm những kỹ năng chiến đấu của các lính cũ, em nhé. Anh không phê bình các tân binh nhút nhát. Anh nói, lính mới thằng nào chẳng sợ tiếng súng, rồi dần dần sẽ quen. Anh cũng không biểu dương để lên dây cót tinh thần như những cán bộ khác. Chỉ với lời nói rất đời thường, anh thân thương như anh cả động viên đàn em, nhưng đã khích lệ cho đám tân binh cùng trưởng thành và dày dạn hơn. Cũng từ đó, Thủy nhanh chóng trở thành người lính thiện chiến, được chỉ huy đại đội cất nhắc lên làm A trưởng khi chưa đầy nửa năm tuổi quân. Tôi rất thân với Thủy. Thủy rất hay làm thơ, những vần thơ đằm thắm, không bị lụy.
nét chữ đẹp bay bướm. Tôi hay vẽ trên trang nhật ký của Thủy. Một hôm tôi đang vẽ cho Thủy một bức hình cô gái trẻ đang áp má bên cây súng. Đó là hình minh họa cho một bài thơ hay của Thủy, thì anh Than đi ngang qua. Anh ngắm nghía bức tranh một lúc, rồi quay về nhà, lấy ngay cuốn sổ tay, nhờ tôi vẽ một anh bộ đội. Anh bảo, tùy em cứ vẽ theo cảm xúc, cứ nghĩ sao vẽ vậy em ạ. Trong một đêm, tôi hoàn thành bức tranh. Một anh lính chiến đang nấp mình dưới một cây hộp già, khẳng khiu trụi lá, tay cầm chắc cây súng trong tư thế chiến đấu, được tô màu bằng ba màu chủ đạo là thuốc đỏ, mực xanh cửu long và màu vàng của củ nghệ già. Anh xem đi xem lại, thấy rất ưng ý, nhưng nhận xét thì ngược lại, khiến cho tôi hụt hẫng. Vẽ như vậy là được rồi, đẹp rồi, nhưng chả đúng ý anh gì. Là thằng lính chiến, chẳng ai thích mình lúc nào cũng lăm lăm khẩu súng trên tay. Anh chỉ muốn có một bức tranh, một người lính ngồi bên gốc cây tốt nốt, quay mặt về hướng đông, hướng của Việt Nam, với tâm trạng luôn nhớ nhà, nhớ quê hương già diết. Đó mới đúng là bức tranh anh cần. Tôi hiểu ngầm, anh muốn vẽ thêm một bức nữa. Anh khôn quá. Như vậy điềm nhiên anh có được hai bức tranh của thằng em rồi. Anh cười khà khà. Anh mày ăn cơm lính đã từng gần 10 năm mà lại không khôn hơn chú à? Yên tâm, vẽ xong anh có món quà đặc biệt tặng chú, được chưa? Hôm sau bức tranh lính nhớ nhà được hoàn thành. Anh lại chê. Lính gì mà béo tốt thế, lại còn sạch sẽ đẹp trai, không phải lính chiến rồi. Tôi quá ngán ngẩm. Anh mà cứ chê thế em không vẽ nữa. Anh cười rồi dúi vào tay tôi một túi vải đựng vật dụng gì đó bằng kim loại. Đây, trả công cho họa sĩ. Cái này cả tiểu đoàn chưa ai có đâu nhá. Hóa ra là một ngăn nước mưa thay cọc phụ bằng nhôm của anh tự thiết kế. Khi đi truy quét, lúc mắc võng gần anh, tôi thường hay ngắm nhìn bộ nhôm ngăn nước mưa này của anh. Nó nhỏ nhắn, vuông vắn, được anh đúc bằng vỏ đạn M79, rồi mài rũa rất cầu kỳ. Đó là hai cục nhôm có móc ở hai đầu. Giữa hai móc là một mặt phẳng vuông ngăn nước mưa chảy vào võng. Khi tháo lắp cực kỳ nhanh gọn. Từ lúc có cái món quà của anh, khi đi rừng vào mùa mưa, tôi không còn phải mất công chặt cọc phụ như trước đây nữa. Anh nói, khi nào về nơi yên ổn sẽ làm thật nhiều, phát cho mỗi lính một bộ để khỏi phải lo nước mưa chảy xuống võng. Cuộc chiến trên An Long Veng rồi đến ngày kết thúc, toàn tiểu đoàn rút về hướng Phung Giềng. Đại đội 6 lại đóng gần sát tiểu đoàn bộ. Cuộc sống của lính thảnh thơi, tiếng súng cũng giảm dần. Chúng tôi được hưởng những ngày yên bình. Sư đoàn tổ chức chiếu phim về tận tiểu đoàn. Ban văn nghệ trung đoàn lập sân khấu ca hát cho lính thưởng thức. Tôi hay sang bên C6 chơi với Thủy. Anh Than thường gọi tôi vào nhà rót nước hỏi chuyện. Anh cùng tôi ôn lại những lần đồng cam cộng khổ trên vùng đất An Lung. Anh hay nói, số anh em mình hên thật, vẫy vùng 2 năm trời quanh cái đồi tròn đầy mìn. Anh lo cho mày nhất đấy, bây giờ thì đỡ khổ hơn rồi. Một sáng, các cán bộ đại đội về tiểu đoàn họp giao ban. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Bách nhắc nhở, địch đã đánh hơi đến tiểu đoàn 8. Mấy đêm nay, chúng đã lùa từng đàn trâu bò vượt qua hàng rào vào các đại đội. Chúng đang thăm dò xem ta có cài mìn không. Các đại đội cần phải tăng cường cảnh giác hơn. Các cán bộ đại đội trở về triển khai, kiểm tra phòng thủ, tổ chức đi tuần ngay trong ngày. Các lính thông tin, trinh sát, vận tải đang giáo giết tập trung vót trông để cắm xung quanh doanh trại. Thì đột nhiên bên doanh trại C6 có một tiếng mìn nổ. Tiếng mìn đơn độc, khô khốc, không có tiếng súng bắn trả. Một lúc sau chuông điện thoại của tiểu đoàn vang lên. Báo cáo C6 có chuyện chẳng lành. Anh Tô Văn Than khi đi kiểm tra hàng rào phòng thủ bị vướng mìn và hy sinh. Chúng tôi sững sờ, một người cán bộ của tiểu đoàn 8 chủ công trong trung đoàn 29. Anh đã từng xông pha những nơi hiểm nguy nhất, chỉ huy không biết bao nhiêu trận đánh, bảo đảm an toàn cho tính mạng của từng người lính trong đại đội. Vậy mà về đây, một nơi yên bình nhất, anh đã hy sinh. Bao nhiêu dự định của anh đành bỏ lại. Chúng tôi mất đi một người anh, một người đồng đội vui tính, thông minh, vĩnh biệt anh. Đơn vị tôi có đợt cấp quân trang cho lính.
Tôi nhận được một bộ quần áo Saviot tương đối đẹp, nhưng lại phải bị nhận cái áo phin màu đen chết tiệt. Áo đen như quạ, đen như áo đen của bọn lính Khmer Đỏ. Có điều vẫn có hai túi ngực, đỉa cầu vai như quân trang xuân hè của bộ đội chính quy. Nhìn lại các trung đội khác cũng có vài chiếc giống mình. Không những vậy, còn có thêm nhiều màu sắc khác nhau, màu vàng úa, màu xanh cổ vịt, màu xám tro. Tôi cầm áo lên phàn nàn với khoa tiểu đội trưởng. Này ông xem, thằng đi đầu mặc bộ này đi truy quét, lính mình tưởng địch, nó bắn nhầm thì bỏ mẹ. Thì mặc loanh quanh trong doanh trại hoặc lúc tăng gia đào hào thôi, chớ có bước ra khỏi hàng rào đơn vị là được. Rõ khổ, là lính chiến, quân trang thì lung tung. Có thằng mặc quân phục lính binh đoàn Heng Samrin, màu vàng úa da bò. Có thằng đội mũ sắt của Việt Nam Cộng Hòa, giày bố đen hoặc giày gệt cao cổ của Mỹ, rồi cả áo ngụy binh ngầu ngầu. Chẳng biết đâu mà lần, lính khổ, quân nhu thiếu thốn, khi diệt được địch, lột bừa quần áo của nó rồi khoác phứa lên người. Một hôm, tôi dẫn lính C5 đi truy quét, vừa bước chân đến đầu phum Kambara, đã thấy mấy người dân nét mặt hớt hơ hớt hải, chỉ trò về phía giữa phum, miệng thì lắp bắp. Tà Hiên, Tà Hiên! Quái lạ, nếu là địch thì dân hay gọi là Pol Pot, là bộ đội thì gọi là Cong Top, đây gọi là lính, nghe có vẻ không đúng cách gọi. Hơn nữa, phum này nổi tiếng theo địch, C5 đã từng hy sinh nhiều người tại phum này. Sao họ lại báo có địch cho mình nhỉ? Đại đội cho triển khai bao vây quanh phum. Nhìn từ xa đã thấy ba bóng áo xanh, đội mũ phớt cụt rộng vành, sắc phục khác lạ. Chúng đang lấy gạo và bắt gà của dân. Một thằng leo lên cầu thang, bỏ súng ngoài cửa, vào hẳn trong nhà. Cả đơn vị háo hức chờ lệnh nổ súng. Không ngờ hai thằng dưới đất bất ngờ vượt vòng vây, phóng thẳng vào rừng bỏ chạy, quăng hết gà vịt, lương thảo. Chúng tôi nổ súng nhưng không chết thằng nào. Còn lại một thằng trên nhà sàn, chúng tôi vây chặt không cho nó thoát. Một lúc sau mở cửa, một người đàn bà tóc tai rối bù, váy xộc xệch, mặt mày tái mét, hớt hải chạy xuống cầu thang, làm rớt cây súng R-15 của tên địch. Chúng tôi tiếp cận gần hơn, hô đầu hàng. Biển Đen liều mạng lao lên nhà sàn, lôi cổ nó xuống. Bộ quân phục xanh dờn, quân nhà binh, túi bắt gà, giày da cao cổ, thật đáng ghét. Nhìn bộ quần áo này, yếu lính và điểu cáng làm sao. Sau khi lấy dây dù trói kỹ càng, chúng tôi thi nhau đấm đá, đấm thẳng vào mặt mũi nó. Không phải ghét tên địch, hà hiếp dân lành, cũng không phải lý do nó là địch, mà chỉ đơn giản, nhìn ghét cái bộ quần áo nó đang mặc trên người. Mọi trang bị trên người nó hơn hẳn bộ binh chúng tôi, phải đánh cho bỏ ghét. Đại đội trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trợn mắt ngăn cản đám lính hung hãn. Anh dùng cả thân hình che chở cho thằng tù binh, mà thằng Thanh Lôn vẫn còn cố xông phi thêm hai cước vào bụng. Chúng tôi giải tù binh xuống phung căng tin. Nơi ấy có ổ phục kích của C5, gửi lính phục kích đưa tù binh về tiểu đoàn bộ khai thác. 3 ngày sau, chúng tôi truy quét trở về, hỏi thăm về thằng địch. Được biết nó là lính Para, một sắc lính không biết của ai đào tạo. Vùng chúng tôi hoạt động hầu như không có sắc lính này. Duy nhất hiện tại phum Kambara có một lần. Tôi xuống trung đội vận tải xem thằng tù binh, đồng thời muốn ngắm lại bộ quân phục đẹp đẽ của nó, nhưng chỉ thấy một thằng miên tóc xoăn, mặt mũi bầm tím, mặc một cái quần mất ống của quân tình nguyện Việt Nam và cái áo không tay trên túi ngực có thêu hàng chữ C5, D8, E29, F307. Những người lính bị khoắng tứ bề trong vũng đục của chiến trận, rồi lắng xuống đọng cặn dưới tầng đáy, trở thành một khối hỗn độn, chai sạn mà chúng tôi thường gọi là lính mục. Toán vệ binh trung đoàn đẹp trai như thái tử Brunei, mặt hoa da phấn, có cặp mắt nhung mơ màng. Lần đầu tiên gặp Toán đi thắp tùng chính ủy trung đoàn lên trên nông trường 31 An Long Veng, tôi nhìn thấy một thanh niên đẹp tuyệt mỹ, dáng người thanh tú. Nếu là phụ nữ thì cũng hiếm có chị em nào có một nhan sắc tuyệt vời như anh ta. Nhìn tính cách, cử chỉ lạnh lùng không cảm xúc, tôi hiểu tay này không phải hạng xoàng. Trong lúc chuyển từ sĩ lên xe GMC, hắn hỏi tôi bằng giọng Hà Nội. Anh ơi, người hy sinh này có phải người Hà Nội không anh? Đúng đấy, Tân Cu Lừng, lính C5, nhà ở Chợ Trời,
Vậy Đồng Hương cũng ở Hà Nội à? Vâng, tôi là Toán, nhà ở Tân Mai, huấn luyện ở Đồng Bông. Thế còn anh? Tôi huấn luyện bên C4. Chúng ta là đồng hương rồi. Hai người ngồi nói chuyện một lúc thì xe chuyển bánh. Toán nói vài lời chia tay tôi. Thôi nhé, hẹn có ngày gặp lại, biết đâu lại được ở cùng đơn vị với nhau. Tôi chia tay, nghĩ lại phận mình, xấu trai gầy gò, kém xã giao, mãi mãi vẫn chỉ là một thằng bộ binh, rúc bờ rúc bụi. Được sống thì thoát, mà chết là hết. Hy vọng gì được lên trung đoàn bộ, có chút ngoại hình, người ta còn coi trọng. Lính vệ binh toàn thằng được lựa kỹ càng, thằng hàng hòm đẹp trai, ngoại hình rất bắt mắt. Ấy vậy mà chưa đầy một năm, tôi gặp lại Toán cùng hai vệ binh nữa là Huỳnh Gà và Hùng Đời, đều là người Hà Nội ở sân tiểu đoàn bộ của D8. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Ba thằng mày đi đâu đấy?" Huỳnh Gà nhí nhảnh: "Bọn tao về D8 để huấn luyện cho lính bộ binh tụi mày khá lên." Còn Hùng Đời vẻ mặt chán nản, chẳng nói chẳng rằng. Toán thì nói thật: "Bọn tôi bị đẩy xuống bộ binh, mỗi thằng có một lý do, riêng tôi là chửi cán bộ." "Trời, tội chửi cán bộ là tội tày đình rồi, sống chết họ nắm trong tay. Nhưng tức bỏ mẹ, thà ra chiến trường chiến đấu còn hơn là hầu hạ mấy ông sĩ quan hèn nhát." Rồi Toán kể rõ đầu đuôi cho tôi. Hôm đó ở gần ngã ba Phùng B, Toán cùng vài lính vệ binh bảo vệ ông Luân, tham mưu trưởng trung đoàn 29, đi đốc thúc các đơn vị hành quân. Ông này thì mới về trung đoàn, không biết ông đánh đấm có khá không, nhưng khi lên xe, ông bắt vệ binh vần gạo quây tròn thành một ụ tăng C cao lút đầu để ông ngồi vào trong đó, rồi sai các lính vệ binh ôm súng ngồi bao quanh để bảo vệ ông. Ngứa mắt với vị tư lệnh hèn nhát, Toán nhấm nhặt: "Xe mà lật số gạo này, nó đè cũng đổ chết mẹ rồi. Số chết thì dù có trốn đâu, nó vẫn cứ chết. Sĩ quan gì mà nhát gan vậy?" Không ngờ ông Luân nghe tiếng, dám xúc phạm thủ trưởng à. Vài ngày sau, Toán cùng Huỳnh Gà, Hùng Đời khăn gói quả mướp điều động về D8. Cả ba ông đồng hương của tôi về C5 nhận công tác. Một đại đội toàn lính cộ, chiến y tá, toàn béo, khánh sách, quần lé, hà xăng, sơn lọ, biển đen, báu sẹo và tư rô. Lính C5 thì đầy cá tính, bướng bỉnh, ngang tàn. Họ thông minh, nhanh nhẹn, biết lựa nhau để cùng sinh tồn, cùng chiến đấu. Họ từ trung đoàn, tiểu đoàn và các đơn vị khác quy tụ về đây. Toán, Huỳnh Gà chỉ là một nét chấm phá nho nhỏ trong những câu chuyện bi hài của lính đại đội bộ binh số 5. Sơn Nhọ lính Phú Khánh ở đại đội 5 nhập ngũ năm 1978, nhưng sinh ra ở ngoại ô thành phố Hà Nội. Vì tóc xoăn rối bời, da đen bẩn bẩn, lại thích nấu nướng, nên lính C5 đặt ngay cho cái tên là Sơn Nhọ. Cũng có thể hắn hay lọ mọ cưa pháo, tháo đạn để đánh cá, nên được đặt cái tên này. Sơn Nhọ ngang tàng, nhưng lại tốt bụng. Chỉ cần vài thằng đồng hương Phú Khánh hay Hà Nội từ đơn vị khác qua C5 chơi là bày tiệc rượu ngay. Trong hầm thùng của hắn trồng chất xương khỉ gạc nai, mai rùa, bốc mùi khắm khú. Hắn gom góp lại để nấu cao, ngâm rượu đãi khách quý. Rượu tự nấu, gà tự nuôi, nên cuộc sống rất đề huề. Vì C5 gần tiểu đoàn bộ, nên có món gì ngon đều gọi chúng tôi qua đánh chén. Khi đơn vị rút về con suối phun giềng, Sơn Nhọ phát huy được vai trò cải thiện. Mùa khô thì đi săn thú, mùa mưa lập đăng bắt cá. Suối phun giềng vào mùa mưa, nước ngập tràn bờ. Nước nhiều thì cá cũng nhiều, nhưng suối chảy rất xiết. Hà xăng, biển đen và sơn bông thích đi câu cá, nhưng số lượng không nhiều lắm, chỉ đủ dùng trong A. Sơn Nhọ nghĩ ra sáng kiến làm đăng, rủ thêm Thanh Trẻ, Toán Con, Tư Dô, chặt cây đóng cọc, chẻ tre đan phên, chặn đăng ngang cửa tụ thủy. Tụ thủy là những nhánh nước chảy vào suối. Khi mưa xuống, nước suối dành lên, ngập lút đăng. Cá lớn cá bé thỏa sức tung tăng vượt đăng, du ngoạn khắp nơi. Nước rút, cá lại theo dòng trở về suối, bị mắc lại trong đăng nhiều vô kể. Cá suối mùa mưa, toàn cá leo, cá bò, béo mầm. Chỉ cần lấy thùng B40 hoặc buộc võng khiêng về, ta hồ đánh chén, lại còn thừa, chia phần cho các đơn vị khác. Một hôm nghe tiếng lợn kêu thảm thiết, Sơn rủ Toán Con ra kiểm tra.
Thoạt đầu tưởng lợn mắc bẫy của dân, ai dè đâu một đàn chó sói khoảng 20 con đang tấn công một con lợn. Nói là sói nhưng chúng nhỏ bằng chó nhà, tai to dựng đứng. Sơn dùng khúc gậy lao thẳng tới đàn sói, phang tới tấp. Đàn sói bị bất ngờ bỏ chạy hết, để lại con lợn đã mất hết nội tạng. Sơn Nhỏ cùng Toán khiêng về. Đơn vị được bữa đánh chén túy lũy, hắn cứ tiếc mãi vì không làm được món lòng lợn tiết canh. Mùa khô, suối phun giềng, nước lững lờ trôi, đủ điều kiện để lính đánh cá. Sơn Nhỏ đứng vào hàng đầu của những thành đánh cá nổi tiếng của tiểu đoàn. May mà chưa bị cán bộ bắt lần nào. Là loại điếc không sợ súng, nên cũng đôi ba lần chết hụt. Hắn cầm lựu đạn, rút chốt, bật thìa, nắm ở trên tay, chờ đến thời điểm sát nút rồi mới thả. Thật là quá liều. Tôi chứng kiến một hôm đi với hắn, trời thì nắng chang chang, hắn cầm que than châm đầu ngòi dây cháy chậm. Rõ ràng tôi nhìn thấy khói và mùi thuốc. Hắn khăng khăng nói, chưa cháy bén lửa. Tất cả ba bốn người hô lớn, ném ngay đi. Nó cuống lên, quăng vội xuống nước. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc trên mặt nước. May chỉ có thuốc nổ bộc phá, nếu làm mìn thì thành mồi tươi cho cá rồi. Lính cũ chúng tôi rồi cũng phải chia tay đơn vị. Năm 1983, tôi ra quân. Vì ngang tàng bướng bỉnh nên Sơn Nhọ, Toán Con ra quân cuối cùng. 5 năm sau, Sơn Nhọ ra thủ đô thăm đồng đội, gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Thấy đồng đội còn đen đúa hơn cả hồi ở đơn vị, tôi nhào tới ôm chầm lấy, rồi cảm động bắt tay. Cảm giác bàn tay lợm cợm, thấy mất hai ngón, tôi ngạc nhiên hỏi, làm sao mày mất ngón tay? Tự thương à? Không, ra quân tao vẫn nguyên vẹn. Về nhà tao cưa đạn, nó liếm của tao hai ngón tay, hai ngón chân, mảnh còn găm tứ tung quanh người đây. Vậy về nhà lại cưa bom mìn à? Ở địa phương tao còn nhiều bom đạn của Mỹ, tao thỉnh thoảng thu gom mảnh đem đi bán, còn quả đạn nào lành lặn cưa ra lấy thuốc nổ để đánh cá. Từ khi bị tai nạn, tao lên núi đốt than, cũng sống nhì nhằng, đủ tiền nuôi vợ con. Trời ạ, anh hùng lên núi đốt than, tên là Sơn Nhọ, mày vẫn là thằng kiếp nhọ như đít nồi. Chúng tôi gọi nhau tụ tập liên hoan, rồi gom một ít tiền tổng cộng, đủ mua một chiếc Honda cũ tặng bạn, để bạn về quê còn có phương tiện chở hàng. Lính Hà Nội chúng tôi mới về còn nghèo lắm, nhưng cố tỏ ra hào phóng với đồng đội. Cũng thương thằng bạn sống chết với mình ở chiến trường, khi trở về quê hương còn khổ cực hơn cả mình. Mùa hè năm sau, lại thấy Sơn Nhọ ngồi lù lù trong nhà Vinh Nam Đồng Hương. Nước da vẫn đen sậm xì, cởi chân trùng trục, ngồi say sưa xem vô tuyến. Lần này lại bị chột một con mắt. Tôi lại ngạc nhiên hỏi, sao mất một con mắt vậy? Lại cưa đạn à? Đã có tiền mua xe thì đi chở hàng cũng đủ sống mà. Đâu có Đồng Hương, mình đi chặt mía thuê, không ngờ rằm mía bắn vào mắt đục thủng con ngươi. Nằm dài ở nhà đói quá, đành bán cái Honda lấy tiền chữa chạy để sống qua ngày. Mẹ kiếp, bao nhiêu năm chiến trường bom mìn không làm rách nổi một tí thịt của mày, mà về nhà sao mày khổ thế hả Sơn ơi? Đơn vị tôi đánh đến sân bay Stung Treng thì tôi bị sốt rét, chân đi siêu vẹo không vững, miệng thì đắng ngắt, tai ủ đặc, mắt hoa lên dưới cái nắng chói chang của đất Chùa Tháp. Đơn vị gửi tôi lại trạm phẫu quân khu Tiền Phương, được các y bác sĩ tận tình chăm sóc. Một tuần sau tôi cũng phục hồi. Do sức khỏe yếu nên tôi được ăn tiêu chuẩn tiểu táo. Tiêu chuẩn chỉ dành cho thương binh nặng và các sĩ quan. Nhìn sang bàn ăn bên cạnh, tôi để ý đến 5-6 thương binh, họ âm thầm ăn uống, không nói chuyện, không tranh luận. Tất cả đều băng bó kín mặt, chỉ hờ hai cặp mắt và cái miệng để đút cơm. Khi ăn xong, một anh tiến tới gần tôi hỏi, có phải Tuấn không? Tôi ngạc nhiên, không biết người đối diện là ai. Lại một người nữa tiến tới giọng Quảng Ngãi, Tuấn, mi không nhận ra tao à? Tôi lắc đầu ngơ ngác, bó trong mấy cục bông kín mít như ninja, làm sao mà tôi đoán nổi. Chè C5 đây, còn đây là Vinh Nam Đồng, Đồng Hương mày mà mày không nhận ra à? Trời ơi, chúng mày bị sao mà nên nông nỗi này? Bọn tôi bị bỏng xăng, Vinh kể lại. Lính E95 bàn giao lại cho C5 chúng tôi một chiếc xe chở bồn xăng, bị chết máy,
được GMC kéo từ trên đền Breckvier về. Vì trong bồn đã hết xăng, nên chúng tôi yên tâm ngồi lên. Phần lớn lính tập trung ngồi bên thành xe bồn, nếu gặp địch triển khai tác chiến nhanh hơn. Bên xe GMC chỉ để một vài lính đứng trên thùng, giá đại liên trên nóc cabin, nếu có nghi ngờ là nổ súng ngay. Khi gần đến thị trấn Chip, khoảng 3 km, thì địch bất ngờ tập kích. Chúng bắn một quả B-40 nhằm vào xe GMC đi đầu, không ngờ vượt tầm, rơi trên đỉnh bồn xăng. Một tiếng nổ lớn, chúng tôi nhảy vội xuống xe chiến đấu, nhưng không kịp. Một chùm lửa lớn phủ kín tất cả, nhanh lắm, giống như chúng tôi được tắm trong lửa. Không thể thở nổi, áo quần bắt lửa cháy lỗ chỗ, dầu tóc khét lẹt. Chúng tôi lăn lộn dưới đất để dập lửa, bỏng rát khắp người. Rất may, ông Bình ngồi phía trên xe GMC ôm đại liên quạt như mưa xuống ổ phục kích địch, khiến cho chúng không chống đỡ nổi, liền bỏ chạy. Chiếc xe GMC không hiểu sao lúc ấy cũng dở trứng, chết máy. Chúng tôi và tài xế bỏ lại cả hai xe, dò dẫm lết vào thị trấn. Lính phần lớn là bị bỏng nặng, cứ giơ hai tay lên trời mà đi. May mà địch không quay lại. Chúng tôi dìu nhau đi được một đoạn thì B-2 cũng kịp thời lên tiếp viện, dìu về ban chỉ huy đại đội. Sáng hôm sau, trung đoàn cho xe trở về đây. Mày nha, nếu xe mà còn xăng thì... Trẻ vừa nói vừa cười trong đau đớn. Thì bây giờ bọn tao cũng khác gì con chó thui giờ đâu. Đúng vậy, quanh người chúng bốc lên mùi tanh, khét. Vài ngày sau, da thịt bắt đầu có mùi khặn, không ai muốn tới gần. Một tuần sau tôi ra viện, chia tay đám thương binh C5. Tôi cùng ông Thịnh già đại trưởng C8 và vài lính cùng lên xe đuổi kịp đơn vị. Đến 2 tháng sau, khi tiến quân lên An Long Veng, tôi mới gặp lại Vinh. Và mấy thương binh bị bỏng, tất cả họ đều bị sẹo, mặt nhăn nhúm, nhìn gớm ghiếc dữ tợn. Những vết thương chưa lành hẳn, đang lên da non, đỏ hòn, bóng lừ. Ai không quen thì chẳng dám nhìn vào mặt. Sau khi đánh xong An Long Veng, chúng tôi trở về Chomsere, đóng quân. C5 lên Kampara, rồi anh Lan, anh Nguyên hy sinh. Anh Phú Dâu, tiểu đoàn phó D8, thường xuyên đi với C5. Ông giáo diết tổ chức phục kích, truy quét những khu vực ở quanh Phum Kampa và Phum Chomti. Ông có tướng mạo dữ dằn, lại thêm đội quân mặt sẹo, càng tôn thêm vẻ đẹp kiêu hùng của lính trận. Khi đại đội tiến vào Phum là dân kiếp vía. Lính C5 thời gian này hay diệt được địch, bắt được nhiều tù binh, nên những người dân trong Phum dỉ tay nhau đồn rằng đây là đơn vị đặc biệt do ông Phú trực tiếp huấn luyện. Thực ra, mấy lính mặt sẹo tính tình rất hiền lành và nghiêm túc. Chỉ có mấy anh mặt mũi khôi ngô, đẹp trai từ những đơn vị đẩy xuống C5 mới hay làm càn. Tôi hay dẫn lính C5 đi truy quét, vô tình cắt góc vào vườn thuốc, vườn dưa, thế là tan tác, xác xơ. Tội vạ đâu mấy anh mặt sẹo chịu tất. Từ đó tôi tránh, không qua những nơi nhạy cảm đó. Nhưng lính vẫn như nước, chỗ nào cũng luồn lách được. Họ tự đi kiếm trác, cán bộ cũng không thể khống chế nổi họ. Khi đóng quân ở Bắc An Long, không còn được gần dân, không còn được tụt tạt kiếm trác ở trong dân, thì lính C5 lại có kiểu khác. Họ tìm mọi cách diệt địch để thu được nhiều chiến lợi phẩm, chờ cơ hội mang vào Phum đổi cho dân lấy gà và chó để đánh chén. Hai ông bạn mặt sẹo là Ngô Thanh Trẻ và Lưu Văn Vinh, cũng là chỉ huy của hai trung đội C5. Những lính C5 tuy bướng bỉnh nhưng lại chịu nghe lệnh của hai ông mặt sẹo này răm rắp. Một trái pháo lừ lừ rớt xuống chiến hào, lóe sáng. Nhìn xung quanh không có một ai, tôi bỏ quanh hào, thấy toàn xác chết. Một tên địch xuất hiện ngay trước mắt tôi, nòng súng tiểu liên chĩa thẳng vào ngực, chớp chớp. Toàn thân tôi tê bì. Tôi chết rồi sao? Không, vẫn sống. Tôi vẫn nhấc được khẩu AK lên, nhưng sao nó nhẹ hều như bấc thế này? Tôi nghiến răng bóp cò. Tao chết thì mày cũng chết. Nhưng súng không nổ. Tên địch nhăn nhở cười như ma. Tôi chồm lên bóp cổ tên địch. Tao thí mạng với mày. Tên địch vùng vẫy kêu to. Bùng ra. Anh điên à? Gọi mãi không tỉnh. Tỉnh chưa? Tỉnh chưa nào? Cò ảo giác. Quân lé C5 trợn mắt quát tôi. Ê! Đồng Hương!
Mày lấy roi trói chặt tao vào gốc cây khổ với. Cột thật chặt vào. Để làm gì? Mày có tin tao cho cả đơn vị này đo ván hết không? Nhanh lên, tao ngứa mắt lắm rồi. Không hiểu thằng nào trộn cây cần sa vào thuốc lào hay nước uống gì đó, làm cho thằng quân lé quậy tung đơn vị. Hắn dọa đánh hết thằng này đến thằng khác. Rất may ông Hợi chính trị viên đại đội không có nhà. Hắn khoe đã từng tỉ thí trên khắp võ đài và đã từng học tất cả các môn phái võ thuật, từ quyền bình định đến bùa ngải năm ông. Lính tráng C5 tránh thật xa, không phải vì sợ mà là không thèm dây với một thằng đang say thuốc. Quân lé cao lêu hêu, tóc dễ che dựng ngược, mắt lé tay dài như tay vượn cổ đại, nắm đấm to như cái ca, văng vào mặt thằng nào chắc có lẽ phải nghỉ truy quét vài tháng. Tôi hiểu cái kiểu say thuốc cần sa, nếu càng kích động càng hăng máu, nó tạo ảo giác như thật, nên phải có cách uốn mềm tâm lý bằng giọng nói đều, đưa người say vào tâm thức tĩnh, bay bổng trong không trung mới khống chế nổi. Tôi nói, ai chả biết Đồng Hương có võ công thâm hậu nhất tiểu đoàn này. Chỉ cần một ngón tay út của Đồng Hương thôi, cũng có thể cho vài thằng bay lên nóc nhà. Chuyện đánh đấm chỉ là chuyện vặt. Nghe nói Đồng Hương hát hay lắm đúng không? Hát cho mình nghe một bài cho đỡ nhớ nào. Quân lé giơ ngón tay út lên dứ. Ngón út nè. Chỉ cần một ngón út là bay chết. Được rồi, bây giờ tao hát tặng Đồng Hương một bài. Tôi xa Hà Nội năm tôi 18 khi vừa biết yêu. Bài hát trầm bổng trong không trung, rồi dần dần nhỏ lại trong từng cái ngáp dài của nó. Một lát sau, Quân đã gáy khò khò. Hồi mới bước chân vào đất Campuchia, có ai biết cần sa là gì đâu. Lần đầu tiên tôi chứng kiến mấy lính được xuất viện nằm tại nhà chờ của trung đoàn bộ, thèm thuốc vào dân xin. Dân cho một bọc thuốc xanh lét, còn có cả hạt. Mấy lính chia nhau mỗi thằng một điếu. Hút xong, thằng khóc thằng cười. Sợ quá, cả bọn chạy thẳng vào trong trạm xá, làm cho y sĩ, bác sĩ không biết đâu mà lần. Đám đông huyên thuyên, bát nháo. Thằng thì múa võ, thằng hát nghêu ngao. Có thằng thì ôm mặt khóc tu tu, thằng cười khành khạch. Mãi sau, có một bác sĩ già nhận xét. Tụi này hút cần sa rồi. Để chúng ngủ một lúc là tỉnh thôi. Bây giờ, cần sa đối với lính chúng tôi không còn lạ. Nhưng có lẽ các cán bộ cũng không biết. Nó cũng chưa được khép vào loại ma túy, nên trong lính vẫn thỉnh thoảng sử dụng. Chỉ nhắc nhau đi truy quét hoặc phục kích ngoài rừng, chớ có dùng. Bị ảo giác mà chạy lung tung thì nguy to. Nhưng cũng có lần đi truy quét theo đội hình trung đoàn. Đêm sáng trăng giữa sở chỉ huy, Vinh Gạo trinh sát trung đoàn, Lê Công Truyện cần vụ tham mưu trưởng và tôi lính trinh sát tiểu đoàn tụ tập pha trà tán gẫu. Vinh Gạo vừa trả phép kể lại những đổi thay ở bên nước thật mới lạ. Vinh nói, bây giờ Hà Nội khá hơn rồi, đã xuất hiện xe máy Nhật Bản Honda Coupe, bây giờ phương tiện thời thượng, thuốc lá ngoại 555 Ruby Hero bán tràn lan. Nghe mà phát thèm, nhớ nhà quá. Câu chuyện cứ quấn mãi chúng tôi. 4 năm rồi, chưa một lần tôi về nước. Lấy rừng là nhà, sống như người nguyên thủy. Lê Công Truyện cũng đã từng là tài vụ, được vài lần về Nha Trang, nên cũng không lạ lẫm gì. Hắn nói, ở Nha Trang, tao thưởng thức hết của ngon vật lạ. Các loại thuốc thơm nhiều vô kể, nhưng chỉ có mỗi cần sa là tao chưa biết. Vinh Gạo cười, đúng là cả tập. Trong ba lô tao vẫn còn một bọc, có thử không? Vẫn mỗi thằng một điếu. Tôi và Vinh quen với loại này, nên vẫn khống chế được cảm xúc. Thằng Truyện hút xong, cười khành khạch, cười mãi. Hai thằng tôi đè nó xuống bịt miệng, nó vẫn cười man dại. Ông ngã mà biết thì chết cả lũ. Chẳng cái dại nào hơn cái dại nào, cho Đồng Hương hút cần sa. Cuối cùng Truyện cũng bớt cười, Vinh Gạo phải dìu vào ngủ chung một võng. Cây cần sa trên nóc hầm 12 ly 7 của Tài bông xanh rờn, không biết nó tự mọc hay thằng nào trồng. Lá gai 5 cánh đẹp tựa tranh vẽ. Chỉ có trung đội 12 ly 7 và lính trinh sát biết. Khi nhớ nhà dùng một điếu, chẳng hiểu sao như phép thần thông, khoảng cách như ngắn lại. Tôi đã ở bên gia đình. Ôi, người thân bao năm xa nhớ, dù là ảo mộng thôi, nhưng cũng vẫn đạt được ước muốn. Cái ước muốn thèm khát được trở về, dẫu biết
đó chỉ là trong giây phút tự đánh lừa bản thân. Khi tiến quân vào sân bay Sở Tung Trang, tôi lên cơn sốt rét. Ông y sĩ già cặp nhiệt độ khám cho tôi, rồi ông nói: "Thằng này sốt rét rồi." "Không, em có thấy rét đâu." "Chỉ thấy nóng trong người thôi anh ạ." Ông không thèm giải thích dài dòng, đưa cho tôi một nắm thuốc quinine, bắt uống ngay. Uống vào tai ù đặc đi, ai nói gì cũng hả, hở, miệng đắng ngắt, lùa cơm vào mồm như nhai rơm, nhìn mọi người xung quanh loang loáng, méo mó. Tối hôm đó tôi nằm thẳng cẳng trên nền đất sỏi sân bay, miệng rên hừ hừ, chân tay không buồn nhấc lên. Đã thế khi tôi uống thuốc xong, quên mất cái bi đông cho vào bao. Một đám lính bộ binh của xe nào không rõ, nhanh tay nẫng luôn. Hỏi ai thì cũng lắc đầu, mặt lạnh tanh. Sáng hôm sau, D8 cùng đại quân vượt qua sông Mekong và các thương bệnh binh ở lại bên này sông, chờ xe đón về viện quân khu điều trị. Một chiếc xe GMC đưa chúng tôi quay ngược lại hướng mặt trận, đến một con đường trải nhựa duy nhất gần ngã ba Bung Lung. Con đường thẳng tắp, hai bên là rừng xanh, lác đác có những doanh trại dã chiến dựng tạm hai bên đường. Chúng tôi rẽ vào một con đường rừng vừa mới hình thành, thấp thoáng những căn nhà bạt lớn nhỏ màu xanh lá và những bóng áo blue ẩn hiện dưới tán cây rừng. Chúng tôi đã đến trạm quân y tiền phương của quân khu 5. Tôi được đưa vào cấp cứu đầu tiên, truyền liên tiếp hai bình huyết thanh nên tôi ngủ li bì. Từ lúc đánh cửa mở trên đồi 302 đến sân bay Sở Tung Trang toàn nằm đất. Bây giờ được nằm trên băng ca thật là khoan khoái. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang đi giữa hàng quân. Từng đoàn quân dài dằng dặc, nhấp nhô, trùng điệp tiến vào vùng đất lạ. Không tiếng súng, chỉ thấy rộn ràng tiếng ca mừng chiến thắng. "Anh ơi, anh tỉnh chưa? Anh có đỡ mệt không?" Một giọng nói phụ nữ miền Nam ngọt ngào, trong vắt đánh thức tôi. Tôi mở mắt ra, thấy một cô y tá tương đối đẹp, da trắng, tóc tết đuôi sam gọn gàng, khuôn mặt thanh tú và có má lúm đồng tiền. "Anh xuống sạp nằm nhé, để em đỡ anh xuống. Em chuyển về một ca cấp cứu nặng lắm." Một chiến sĩ được chuyển lên chiếc ca tôi vừa nằm. Tất cả các bác sĩ, y sĩ quây tròn quanh ca bệnh. Anh ta cứ nấc cụt mãi, nấc suốt cả đêm. Mỗi tiếng nấc làm rung bật cơ thể. Chúng tôi nằm bên cạnh mà thấy xót xa, thương anh quá. Sáng sớm, sau khi cùng các bệnh binh chống gậy ra suối đánh răng rửa mặt, tôi trở lại lán, vẫn thấy anh nấc. Tôi tiến lại gần xem, thì hóa ra là anh Thắng già C6 cùng nhập ngũ với tôi. Nhà anh ở Đồng Nhân, gần nhà Tân Cu Lừng. Anh hơn tôi những 15 tuổi, là lính già nhất ở đơn vị. Anh bé nhỏ, gầy gò trong đám tân binh chúng tôi. Hồi mới nhập ngũ chỉ khoảng 45 cân, anh tự động đăng ký nghĩa vụ với một lý do đơn giản là anh đi bộ đội để có một tấm hộ tịch đàng hoàng. Ở giữa thủ đô mà không có sổ hộ tịch gạo, tem phiếu thì rất khổ. Anh cứ nấc hoài. Ông Thịnh, đại đội trưởng hỏa lực D8, nói nhỏ với tôi: "Cứ nấc như vậy thì sống sao nổi. Hiện tượng này là sốt rét ác tính đấy." Ông Thịnh cũng bị sốt rét, nhập viện cùng một ngày với tôi. Ông là một sĩ quan đại đội, nhiều tuổi nhất tiểu đoàn 8, còn nhiều tuổi hơn bọ lực. Có lẽ nhập ngũ trước bọ lực vài năm. 3 ngày sau, anh Thắng cũng ngắt cơn nấc cụt, đã nhúc nhắc ngồi dậy, húp được bát cháo. Khu vực chúng tôi điều trị hầu hết là bệnh binh, chủ yếu là bị sốt rét, còn thương binh nằm ở khu khác. Chị Trinh, chị y tá có má núm đồng tiền mà tôi gặp đầu tiên trong đêm nhập viện, hàng ngày mang hộp tiêm và phích nước tới tiêm cho bệnh nhân. Mỗi lần chị đến tiêm, tôi rất sợ. Kiểu tiêm sốt rét là phải lột quần, phơi mông, rồi chị xoa nhẹ vào bờ mông, nhanh tay phóng vút mũi tiêm, khiến tôi vừa đau vừa thẹn thùng. Chị tiêm xong, vừa nói vừa cười: "Em là phụ nữ không mắc cỡ, anh làm sao phải thẹn? Em tiêm cho 100 người rồi chứ bộ, anh không phải ngại chi đâu." Chị Trinh là người Quy Nhơn, có lẽ chị nhập ngũ trước tôi. Chị nhiệt tình với các bệnh nhân, chúng tôi rất mến chị. Những người lính trên mặt trận thì xông xáo, dũng mãnh là vậy, nhưng đến gần gặp chị, anh nào cũng đều ngoan ngoãn chấp hành. Có một anh lính tỉnh đội Phú Khánh, vì sốt rét quá, nhiệt độ lên cao nên trở thành tâm thần. Anh ta hiền lắm,
chỉ cúi đầu đi loanh quanh trong trạm phẫu. Anh đếm từng bước chân của mình. Anh lẩm bẩm tự phân công công tác cho mình. Hồ quay trái, quay phải, rồi đều bước một hai. Nhưng khi gặp chị Trinh, anh hầu như ngây người bất động. Anh ngắm chị như ngắm một thánh nữ. Chị chỉ cười không hề phản ứng. Chị nhẹ nhàng hỏi han vài câu, rồi dẫn anh về chỗ nằm. Chị tâm sự với chúng tôi. Thương các anh lắm, nhất là những bệnh nhân như thế này. Làm sao bù đắp nổi những mất mát của các anh? Tôi biết, không chỉ một người lính như anh bệnh binh tâm thần đem lòng thương chị, mà còn nhiều người trong chúng tôi cũng thèm ước ao được yêu người phụ nữ y tá nhỏ bé tên Trinh ấy. Các y bác sĩ trong trạm phẫu hầu hết là nam giới. Các anh rất nhiệt tình và có chuyên môn giỏi. Nhưng đám bệnh nhân chúng tôi chỉ để ý đến mấy chị em trong trạm. Các cô như những bông hoa lẻ loi trong khu rừng lính trận. Những bông hoa tạo nên sức hút kỳ bí, tỏa hương thơm ngát trong con tim những người lính. Họ không lộng lẫy kiêu sa như các hoa khôi thành thị, không bốc lửa như các diễn viên điện ảnh. Nhưng khi họ đã xuất hiện, thì không ai bảo ai, đều hướng cặp mắt đắm đuối dõi theo họ. Các cô, những người quân nhân trong bộ binh phục gọn gàng, tóc tết đuôi sam giản dị, cái áo nữ binh ai khéo thiết kế, nó chiết ly ôm sát thân hình, tạo cho vòng eo nhỏ, khiến cho phần hông, phần ngực nở nang phồn thực, gợi cảm nhưng không dung tục. Chúng tôi thèm khát ngắm nhìn nhưng không chiếm hữu, muốn lưu giữ nguyên vẹn một hình ảnh đẹp nhất không hoen ố, để khi vào trận mạc vẫn có chút hoài niệm vẩn vơ. Họ là những người nữ binh nhập ngũ trước tôi, có thể nhiều tuổi hơn, nhưng tôi cảm giác mình là đàn anh cần phải che chở cho các cô. Chiều ngày 30 Tết, ngày cuối cùng của năm 1980, toàn bộ thương bệnh binh chúng tôi được tổ chức liên hoan đón mừng năm mới. Một năm tổng lực tiến công giải phóng Campuchia. Hy vọng ngớt tiếng súng, hy vọng sạch bóng quân thù. Bữa ăn khá thịnh soạn, có cơm trắng, có thịt lợn rau tươi chở từ Pleiku qua. Thương binh bệnh binh được ngồi quây quần bên nhau. Họ kể chuyện chiến đấu, kể chuyện quê nhà, tiếng nói rộn ràng huyên náo cả góc rừng. Chị Thành quê ở Bình Định, chị là y tá điều dưỡng của viện. Chị đi khắp các bàn ăn, động viên mọi người. Hai tay kẹp hai chiếc thìa đánh nhịp. Chị cất lên một điệu bài tròi miền Nam Trung Bộ. Tiết tấu vui tươi nhí nhảnh. Chị ngồi duyên dáng, tựa lưng vào đại trưởng Thịnh Già, đồng thời liếc mắt danh mãnh qua đám thương binh đang vỗ tay đùm đốp. Chị hát say sưa, khiến cho chúng tôi phấn kích, reo hò vang khắp cánh rừng. Chị Thành là một phụ nữ được lính quân khu 5 biết nhiều nhất. Chị được ca ngợi trên báo quân khu, được các lính nơi chiến trường hay nhắc tới. Cuộc vui đang độ bốc lửa, thì phía sau rừng xanh rộ lên tiếng súng tập kích của địch. Tiếng AK-B40 chát chúa, những quầng lửa hỏa lực của địch ầm ầm rội vào trạm phẫu. Tất cả chúng tôi chạy tản ra, về các ụ mối và gốc cây. Trên tay người nào cũng không có vũ khí phòng thân. Các nhân viên trong trạm chạy rầm rập đi lấy vũ khí để bảo vệ cho thương bệnh binh. Một lúc sau, có thêm một trung đội vệ binh đến ứng cứu. Rất may, chúng chỉ tập kích chớp nhoáng rồi bỏ chạy. Kể từ khi mở màn chiến dịch đến bây giờ, mới nghe thấy tiếng súng tập kích của địch. Nó báo trước cho chúng tôi, cuộc chiến này còn dài, chúng tôi còn vất vả. Ngày hôm sau, các y bác sĩ trong trạm luôn luôn phải mang súng trong người. Kể cả lúc thăm khám cho bệnh nhân, cũng phải mang súng theo. Cả một đêm thức trắng vì lo địch tập kích, nên buổi trưa nay, cả khu điều trị bệnh binh chìm trong giấc ngủ. Tất cả không gian tĩnh lặng, đến tận giờ khám vẫn chưa ai thèm dậy. Bỗng một loạt AK vang lên, chúng tôi bật dậy, rút vũ khí. Mọi người lăn xuống sạp, một tiếng phụ nữ ré lên trong căn nhà bạt đối diện. Chị vừa kêu, vừa gào khóc trong cơn tuyệt vọng. Chúng tôi lao sang tiếp ứng, nhưng bị thêm một loạt AK nữa điểm xạ về hướng chúng tôi. Chúng tôi đành lùi lại, không dám tiến sang. Nhà bạt bên đó là một bệnh nhân sốt rét nặng. Anh tên là Ký. Khi đưa anh đến, thì anh sốt ly bì. Các y bác sĩ luôn túc trực cấp cứu. Dứt cơn sốt, thì anh luôn miệng chửi mắng bọn Pol Pot diệt chủng. Anh dọa bắn hết chúng, rồi anh tự sát. Cơ thể anh suy nhược, chỉ còn da bọc xương, chân không đi vững. Chị Thủy quê ở Hà Bắc,
dáng vóc cao lớn như vận động viên bóng chuyền. Thủy vừa tốt nghiệp khóa đào tạo y sĩ, được bổ sung về quân khu 5. Chị nhận điều trị và chăm sóc cho anh Ký. Vì bắt buộc phải mang súng bên người, nên khi tiêm, Thủy phải bỏ súng dựa vào thành cột. Anh Ký chờ khi chị đang lơ là, chộp súng nhắm đùi chị bóp cò. Hai viên đạn xuyên qua đùi, rồi Ký cố thủ tại chỗ. Ai đến là nổ súng. Thủy vẫn kêu trong đau đớn, mà không có cách nào cứu nổi. Ký ngồi trong lều bạt, tay lăm lăm khẩu súng, miệng vừa hát vừa chửi. Các nhân viên phải chui vào rừng hò hét, vang trời, gây sự chú ý, để đánh lạc hướng cho một anh y tá đi vòng sau nhà, giằng súng, trói chặt anh Ký vào thành sạp, đồng thời gọi mọi người nhanh chóng đưa Thủy đi cấp cứu. Đó là lần đầu tiên tôi được chứng kiến trận sốt rét ác tính.